Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 511 chín phần dược tính. Đường chủ Ngụy chắp tay cáo từ, ông ta còn phải thương lượng với các chủ cụ thể về việc bán đại huyền đan chín phần dược tính này thế nào. Lúc trước trong chủ điện có người hô giá cực cao, nhưng ông ta không dám đồng ý bừa bãi. Trong số đó có rất nhiều nhân vật có máu mặt, ông ta cũng không dám đắc tội, bán cho ai cũng không phải. Phải làm thế nào vẫn nên để các chủ quyết định thì hơn. Đại sư, lúc trước tiểu nữ không biết nên đã bán hết mấy lọ đại huyền đan chín phần dược tính, mong đại sư thứ lỗi. Đường chủ Ngụy vừa đi, Thanh Mai lập tức chủ động nhận lỗi. Chín phần dược tính. Lý Vô Ưu sờ mũi, không biết có ý gì, nhưng Khô Vân đại sư thì lại ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác. Chút chuyện nhỏ thôi đại sư sẽ không để bụng đâu. Thanh Mai, người cứ lui xuống trước đi, đại sư còn có việc phải làm. Lâm Nhất bước lên một bước, bình tĩnh nói. Thanh Mai thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt rồi cười quyến rũ, vậy ta lui xuống trước, nhưng ta chỉ ở gần đây thôi, mấy vị có chuyện gì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Nữ nhân này đúng là yêu tinh, nhưng so với Hân Nghiên sư tỷ thì còn kém xa lắm. Đợi Thanh Mai đi, Lý Vô Ưu mới tặc lưỡi, cười hì hì bảo. Trời ơi, chín phần dược tính. Khô Vân đại sư ngã ngồi ra ghế, sợ hãi thất thần. Ông ta quay đầu nhìn Lâm Nhất thấy hắn vẫn bình tĩnh, không có nhiều dao động. Lý Vô Ưu cười bảo, đại sư, chín phần dược tính thôi mà, không cần khoa trương vậy đâu. Khô Vân đại sư nghiêm mặt, hừ lạnh, tiểu tử ngươi thì biết cái gì. Nếu lời Thanh Mai nói là thật thì mấy ngày nữa, đại huyền đan ta luyện chế, không đúng. Đại huyền đan tiểu sư phó luyện chế chắc chắn sẽ gây chấn động đế đô. Lâm Nhất cười bảo, đại sư không cần kiêng kỵ, đại huyền đan này vốn do ông luyện chế. Ta chỉ góp chút sức thôi, mấy ngày nữa ông ta hỏi lại, ông cứ nói ông tự luyện chế là được. Khô Vân đại sư lắc đầu, như vậy không được đâu, đây là cơ hội tốt để nổi danh ở đế đô. Không sao, tạm thời ta không muốn gây quá nhiều phiền phức. Mấy ngày nay ông vẫn luôn nghiên cứu linh văn ta vẽ, chắc cũng đã có chút kinh nghiệm rồi chứ. Đúng là cũng cảm khái. Nhưng ta cảm thấy khi tiểu sư phó vẽ linh văn có một loại thần vận mà ta không thể bắt được. Ta cũng thấy rất kỳ lạ, cùng là thủy vân văn nhưng tại sao đại huyền đan do tiểu sư phó luyện chế lại có thể lên đến chín phần dược tính vậy? Trong lòng Khô Vân đại sư cực kỳ khó hiểu. Ông ta ngồi ngay bên cạnh khi Lâm Nhất vẽ linh văn. Nếu nói đến thần vận thì quả thực có chỗ đặc biệt. Nhưng ngoài ra không còn chỗ nào đặc biệt nữa. Bút là bút linh văn của ông ta, mực cùng là mực bình thường được trộn cùng màu yêu thú, sao có thể vẽ ra được linh văn thần kỳ đến thế? Lâm Nhất chỉ cười khẽ không giải thích. Hắn tu luyện Tuế Nguyệt Tâm Kinh, tương đương với việc kế thừa gia truyền của Huyền Sư Thượng Cổ. Linh văn hắn vẽ ra đều có chứa Tuế Nguyệt chi lực. Chương 512 300 viên. Cùng là thủy vân văn nếu như không bằng được phù quang thì không khỏi có lỗi với việc được truyền thừa từ viễn cổ này rồi. Chỉ là lý lẽ trong đó khó có thể giải thích rõ cho Khô Vân hiểu. Còn may Khô Vân cũng không hỏi nhiều, ông ta biết đây là bí mật của người khác. Ông ta đi theo Lâm Nhất, trình độ linh văn của mình có được sự tiến bộ thần tốc là ông ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cùng lúc đó, trước cửa Vạn Bảo Các đang treo lên tấm biển tạm dừng kinh doanh một ngày. Bên ngoài cửa là một đoàn người đông đúc xếp hàng mãi không chịu rời đi. Hai, khi đó đại huyền đan có chín phần dược tính bày trên kệ mà ta lại chẳng mua. Ta không phải cũng thế sao, ai mà đoán ra được, ai mà đoán được chứ, giờ có muốn mua cũng chẳng mua được nữa rồi. Ngày mai Vạn Bảo Các mở cửa cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Nhưng có lẽ sẽ bọn họ sẽ bán ra với cái giá trên trời. Không ít người cảm thán tiếc nuối, trên mặt lộ vẻ tiếc rẻ. Khi tầm mắt rơi lên người Phong Giác, đột nhiên vẻ mặt trở nên phức tạp, có người cười khổ nói, đội trưởng Phong, người lần này đúng là may mắn quá. Đội trưởng, còn đại huyền đan thừa ra không, bán cho chúng ta chút đi. Cũng có một số người nảy sinh ý đồ muốn nịnh nọt Phong Giác. Các người đừng có mơ nữa, đại huyền đan này ta đương nhiên đã dùng hết rồi. Cho dù còn thừa thì cũng sẽ chia cho huynh đệ trong đoàn chứ làm gì có chuyện mang bán.
Trong lòng Phong Giác trái lại cảm thấy vô cùng sung sướng, trầm giọng nói, ta đoán chừng ngày mai đại huyền đan này sẽ được bán với phương thức đấu giá, đến lúc đó, ít nhất phải 300 viên linh ngọc một viên. 300 viên. Mọi người ai nấy đều hít hà suýt xoa, tăng lên gấp 3 lần, đến lúc đó bọn họ chắc gì đã có khả năng mua được. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra. Đại huyền đan 9 phần dược tính, chỉ có duy nhất bọn họ bán, sau ngày hôm nay, việc này chắc chắn sẽ chấn động cả đế đô hoàng thành. Đến lúc đó, người đến mua sẽ không hẳn là chỉ có bọn họ, tất cả nhân tài cảnh giới huyền võ ở đế đô chỉ e là đều sẽ nghe tiếng mà đến đây. Ở đại tần đế đô, hào môn hiển quý, nhân tài thế gia nhiều như mây. Tin tức vạn bảo các có được cực phẩm đại huyền đan dường như chỉ trong một đêm đã truyền ra khắp hang cùng ngõ hẻm, gây nên một làn sóng chấn động cực lớn. Đại huyền đan có ưu thế vượt trội hơn hẳn so với những loại đan dược khác trong việc mở huyền mạch, đả thông khiếu huyệt. Tiến độ tu luyện khi có sử dụng đại huyền đan và không sử dụng đại huyền đan có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Nhưng bất kỳ loại đan dược nào mà sử dụng trong một thời gian dài thì thể chất đều sẽ sản sinh ra loại phản ứng kháng thuốc. Nói một cách đơn giản, lần đầu tiên sử dụng đại huyền đan sẽ có hiệu quả tốt nhất, sau hàng trăm lần sử dụng thì hiệu quả sẽ càng giảm dần. Chương 513 đây chắc chắn là tin tức cực tốt. Đợi đến sau khi cảnh giới tăng đến huyền võ tầng thứ 3 thì đại huyền đan bình thường đã dường như không còn chút công hiệu nào nữa. Chỉ khi dùng những loại có phẩm chất cao hơn, ít nhất phải là đại huyền đan có 5 phần dược tính thì mới có tác dụng. Còn về đại huyền đan có 7 phần dược tính thì hiệu quả càng khỏi phải nói. Thế thì đại huyền đan có 9 phần dược tính thì sẽ là khái niệm gì? Nó có thể khiến võ giả cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, thậm chí huyền võ tầng thứ 7 sau khi sử dụng sẽ đạt được hiệu quả mạnh mẽ như lần đầu tiên luyện hóa đại huyền đan. Có thể tưởng tượng được, đám võ giả trường kỳ luyện hóa đại huyền đan mà hiệu quả bằng không kia. Sau khi biết được tin tức này chắc chắn sẽ như phát điên. Tu vi chứng lại như nước đọng, khó mà tiến thêm bước nào sẽ tăng tiến ngay lập tức. Phong giác của binh đoàn huyết lang chính là bằng chứng sống tốt nhất. Đúng như những gì Phong giác dự đoán, ngày thứ 2 vạn bảo các quả nhiên dùng hình thức đấu giá để bán ra đại huyền đan. Một bình 3 viên, mỗi ngày chỉ bán 4 bình. Ngoài ra, 18 viên đại huyền đan còn lại sẽ đấu giá kèm với đại huyền đan thông thường. Một viên đại huyền đan 9 phần dược tính đi kèm với 100 viên đại huyền đan thông thường. Muốn đấu giá được một viên đại huyền đan 9 phần dược tính thì bắt buộc phải mua 100 viên đại huyền đan thông thường. Không thể không nói, thủ đoạn này không phải nham hiểm ở mức bình thường. Cho dù như vậy, số người đến vạn bảo các vẫn cực kỳ đông, khách khứa ra vào nườm nượp. Không gian tầng 4 của chủ điện gần như ngày nào cũng kín chỗ, đến cả những đan dược khác cũng bán chạy hơn ngày thường gấp mấy lần. Chủ sự Tam Điện Ngụy Nhạc hưng phấn cực kỳ. Những ngày trước đây, việc buôn bán của vạn bảo các quả thực là chẳng ra đâu vào đâu. Mà chỉ vài ngày gần đây thôi đã đủ bằng lượng hàng bán ra trong một tháng. Số tiền hoa hồng trước đó nói chia cho Khô Vân cũng tăng hẳn lên 5 phần. Đừng tưởng chỉ có một nửa, phải biết là dược liệu để luyện chế đại huyền đan, phòng luyện đan, kênh bán hàng đều là do vạn bảo các chi trả. Ba người Khô Vân chỉ phụ trách luyện chế thôi đã có thể nhận được một nửa là đã rất khách quan rồi. Đối với Lâm Nhất mà nói, đây chắc chắn là tin tức cực tốt. Tu luyện Tử Diên kiếm quyết cần nguồn tài nguyên rất lớn, đương nhiên càng nhiều linh ngọc càng tốt. Tạm thời hắn không hề dự định sẽ dùng đại huyền đan để tu luyện. Đại huyền đan của hắn vì sao lại bán đắt hàng như vậy, là vì đa phần nhân tài cảnh giới huyền võ đều đã sinh ra tính kháng thuốc khá mạnh. Đến huyền và hậu kỳ, tu vi khó mà tiến bộ được, chỉ đành phải ỷ lại vào đại huyền đan mạnh hơn. Lâm Nhất mới bước chân vào cảnh giới huyền võ. Hắn không muốn đã phải ỷ lại vào thuốc sớm như vậy. Chương 514 chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Khô Vân Đại Sư cũng khuyên hắn như vậy, bảo hắn đừng vội sử dụng đan dược. Đợi sau này khi tu vi gặp phải trở ngại thì mới là lúc tốt nhất để sử dụng đại huyền đan. Tu luyện dựa vào linh ngọc mặc dù hơi chậm một chút nhưng khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định cũng sẽ không có sự chênh lệch nhiều.
bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn có thể phân biệt được. Trong thời gian nhàn tản ở vạn bảo các này, hắn cũng không hề lãng phí một giây một phút nào, mà đều dùng để mở huyền mạch, nâng cao tu vi. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. 1/3 thời gian giữa trận chiến sinh tử của Lâm Nhất đã âm thầm qua đi, dựa vào lượng linh ngọc nhiều đến khiến người ta khó lòng tưởng tượng được. Tu vi của hắn chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã tăng vọt, đạt đến thời điểm mấu chốt. Huyền mạch đã mở đến mức giới hạn, chỉ còn một chút nữa thôi là hắn đã có thể thăng cấp lên cảnh giới huyền võ tầng thứ 2. Bên trong phòng luyện đan của Lâm Lang Các ở Đế Đô. Phù Quang và Liễu Nguyệt bận bịu vất vả suốt 10 ngày nên thu hoạch không tệ. Chỉ tính riêng đại huyền đan 7 phần dược tính đã luyện chế được 400 viên. 400 viên đại huyền đan này chỉ e vừa xuất hiện trên thị trường thì sẽ gây ra một trận náo động lớn. Liễu Nguyệt nhìn bình ngọc đặt trên mặt bàn, trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp cũng thoáng qua vẻ nghiêm trọng. Ngoài thân phận là luyện dược sư ra thì nàng ta cũng là một võ tu nên hiểu rất rõ đại huyền đan 7 phần dược tính có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến mức nào. Trong mắt Phù Quang cũng khó nén được vẻ vui mừng, lần này Lâm Lang Các có ý đồ lũng đoạn thị trường. Giá cả của đại huyền đan sẽ còn tăng nữa, 400 viên đại huyền đan này, ít nhất có thể bán giá với cái giá trên trời là 50.000 viên linh ngọc. Trong đó cũng có một phần công lao của ngươi, nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi thì tiến độ hoàn thành không thể nhanh được như vậy. Liễu Nguyệt vội vàng nói, không dám, Liễu Nguyệt chỉ là một học đồ nửa mùa, đi theo sư phụ làm việc vặt mà thôi, đâu có công lao gì. Phù Quang khẽ gật đầu. Nhà đầu này là con gái cưng của Phi Long tướng quân nhưng ở trước mặt ông ta lại rất biết điều. Không khỏi khẽ cười nói, hôm nay là buổi lễ khai đan của vi sư, luyện dược sư của cả thành Đế Đô này ắt sẽ đến tham dự. Ngươi cũng sắp học hết cách vẽ linh văn cấp 1 sao rồi, vừa hay có thể đi cùng ta gặp mặt mọi người, để chuẩn bị trước đường đi cho ngươi sau này xuất sư. Trong lòng Liễu Nguyệt mừng thầm, trong giới luyện dược sư này, nếu như không có trình độ nhất định thì sẽ rất khó để có thể bước chân vào. Phù Quang bằng lòng dẫn theo nàng ta, chắc chắn đó là một cơ hội tốt. Sư tôn, buổi lễ khai đan này có phải sẽ rất đông vui không? Liễu Nguyệt chưa từng được tham gia vào những trường hợp thế này nên rất hiếu kỳ hỏi. Trên mặt Phù Quang khẽ thoảng qua vẻ hứng hờ cười nói, tham gia nhiều lần là được, nhớ lần trước mở lễ khai đan, chủ điện của Lâm Lang Các chật ních người ngồi. Nếu ta nhớ không nhầm thì lượng tiêu thụ hôm đó của Lâm Lang Các hẳn là gấp 5 lần bình thường. 5 lần. Chương 515 rốt cuộc chuyện là làm sao? Liễu Nguyệt cười nói, sư tôn không hổ là sư tôn, vậy Khô Vân còn muốn đấu với người, đúng là mộng tưởng hão huyền. Nhắc đến Khô Vân, nét mặt Phù Quang thoáng vẻ âm u, tên ngu rốt đó, không những ăn hại còn suýt chút nữa đã hại ta mất hết mặt mũi ở Lâm Lang Các. Đợi sự việc lần này giải quyết xong, quay về đan dược điện ta phải dạy dỗ hắn một trận mới được. Trong lòng Liễu Nguyệt khẽ thoáng vẻ sung sướng, tên Khô Vân lần trước dám của mắng nàng ta ngay trước đại sảnh đan dược điện. Còn có quan hệ thân thiết với Lâm Nhất, nàng ta đã ngứa mắt ông ta từ lâu lắm rồi. Đi thôi, đi cùng ta đến chủ điện. Phù Quang thu lại đại huyền đan trên mặt bàn, dẫn theo Liễu Nguyệt đi. Nhưng mới ra đến ngoài cửa đã nhìn thấy đường chủ Mạc mặt ủ mày trao đứng trước cửa. Đường chủ Mạc, hình như đã đợi rất lâu rồi, đi trước dẫn đường đi. Phù Quang mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đường chủ Mạc nghe vậy thì hơi bối rối, lời muốn nói ra lại thôi, ngập ngừng nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói. Đại sư, buổi lễ khai đan, sợ là phải hủy rồi. Hủy. Phù Quang vừa nghe thì sắc mặt xa sầm, lạnh lùng nói, đường chủ Mạc, ông đang đùa ta à? Đường chủ Mạc cười khổ nói, thật sự không dám, nhưng chẳng thấy nửa bóng người nào đến thì buổi lễ khai đan này tổ chức thế nào được nữa? Không thể nào. Phù Quang trầm giọng nói, ông không nói có Phù Quang ở đây à? Ngoài ta ra còn có ai ở Đế Đô Hoàng Thành này luyện chế được đại huyền đan mạnh hơn nữa? Đường chủ Mạc nói sự thật, nói rồi, 10 ngày trước ta đã bắt đầu tuyên truyền rồi. Nhưng, bây giờ trong điện chủ thực sự chẳng có một bóng người. Hừ, danh tiếng của Phù Quang ta lại tệ đến mức như vậy sao? Mặt Phù Quang lạnh lùng đầy vẻ không tin,
đẩy Đường chủ Mạc sang một bên, bước nhanh về phía chủ điện. Nhưng khi ông ta đến nơi nhìn một lượt thì cả người ngây ra tại chỗ. Chủ điện rộng lớn trống không, ngoại trừ những người tiếp đón sắc mặt uể oải ra thì nửa cái bóng người cũng chẳng có. Cái này! Sắc mặt Phù Quang thoáng cái trắng bệch, buổi lễ khai đan được báo trước mà lại hoang tàn lạnh lẽo thế này. Ông ta trước giờ luôn tự tin vô cùng nên hầu như không thể chấp nhận được sự thật này. Rốt cuộc chuyện là làm sao? Giọng nói Phù Quang khẽ run rẩy, gương mặt lạnh băng hỏi. Đường chủ Mạc mặt nhăn nhó nói, đại sư không xong rồi, lần này thực sự là thất sách, Vạn Bảo Các mời được một vị luyện dược sư. Đại huyền đan mà họ luyện chế được thế mà lại phá vỡ kỷ lục, đạt đến 9 phần dược tính, từ 7 ngày trước đã bắt đầu bán, việc kinh doanh của Lâm Lang Các mấy ngày gần đây càng lúc càng kém. Đến hôm nay thì người mua đã chạy hết sang bên đó rồi. Nghe nói hôm nay là buổi đấu giá đại huyền đan cực phẩm cuối cùng của Vạn Bảo Các. Phù Quang nghe xong giật mình, sau đó cười lạnh lùng nói, 9 phần dược tính. Làm sao có thể, đại huyền đan này ta đã luyện đến giới hạn, đừng nói 9 phần, cho dù là 8 phần cũng không có khả năng. Chương 516 không vội. Đường chủ Mạc trong lòng muốn khóc ròng, ông hỏi ta đi hỏi ai. Trong tay ông ta bây giờ đang tích đến 300.000 viên đại huyền đan, hầu như không thể bán ra được, việc làm ăn đã bị Vạn Bảo Các cướp hết rồi. Các chủ hạ lệnh, 300.000 viên đại huyền đan này phải xử lý hết trước ngày cuối tháng. Bảo ông ta phải chịu trách nhiệm, tất cả tổn thất đều tính hết lên đầu ông ta. Đó là con số mà ông ta làm trâu làm ngựa mấy đời cũng không thể trả hết được. Liễu Nguyệt, đi theo ta đến Vạn Bảo Các xem sao. Phù Quang mặt mày xa sầm, lạnh lùng nói, ta cũng muốn xem, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh như thế. Hai người chẳng để tâm được nhiều nữa, vội vàng vàng chạy đến Vạn Bảo Các. Còn chưa đến nơi thì đã giật mình kinh hãi. Bên ngoài cửa Vạn Bảo Các đang xếp từng hàng dài những người là người, ngoại trừ khách quý ra thì đều phải ngoan ngoãn xếp hàng. Hiện trường đông đúc náo nhiệt khác hẳn với vẻ lạnh lẽo ở Lâm Lang Các. Nghe nói hôm nay còn là ngày mở buổi lễ khai đan của Phù Quang Đại Sư nữa đó. Sao ngươi không đi? Đi cái rắm, ta đã âm thầm chạy qua đó xem rồi, chẳng có đến nửa cái bóng người, bóng quỷ cũng không thấy. He he, Lâm Lang Các kia cũng nham hiểu không kém. Đại huyền đan 7 phần dược tính lại tăng giá lên đến 300 viên linh ngọc, đại huyền đan mà Vạn Bảo Các đấu giá cao nhất cũng chỉ có 400 mà thôi. Lại nói. Hôm nay là ngày cuối cùng đấu giá đại huyền đan cực phẩm rồi, còn không đến nữa thì sau này có muốn mua cũng chẳng mua được nữa rồi. Đám người trong lúc đang xếp hàng đợi thì đứng nói chuyện phiếm. Khó tránh khỏi việc nhắc đến buổi lễ khai đan của Phù Quang, rồi đem ra so sánh với buổi đấu giá hôm nay của Vạn Bảo Các. Không so sánh thì sẽ không có tổn thương. Phù Quang đứng bên cạnh một lúc, cả gương mặt đều đen xì, giỏi cho một Vạn Bảo Các. Họ cố ý đến vả mặt ta, cố ý chọn cùng ngày hôm nay để mở buổi đấu giá cuối cùng. Sắc mặt Liễu Nguyệt cũng xám ngoét, tức đến tắc thở, trầm giọng nói, sư tôn, để ta gọi thần sách doanh đến đây đóng cửa Vạn Bảo Các. Không vội. Mặt Phù Quang đầy vẻ khó lường, nén giọng nói, đại huyền đan, tuyệt đối không thể luyện được đến 9 phần dược tính, chắc chắn là dùng phương pháp bàng môn tà đạo nào đó. Đợi sau khi ta vạch trần hắn xong rồi lại đến dạy dỗ cũng không muộn, dám vả mặt ta khiến hắn không thể tiếp tục ở sống ở đế đô này nữa, loại không biết sống chết là gì. Bên ngoài Vạn Bảo Các có một đội ngũ dài như trường xà, không biết bao giờ mới đến lượt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Với danh tiếng của Liễu Nguyệt ở đế đô thì đương nhiên không cần xếp hàng. Ai mà không có mắt đi gây khó dễ cho nữ nhi của đại thống lĩnh đế đâu chứ? Thần sách doanh, cấm vệ quân hoàng thành, thanh trường kiếm sắc bén nhất trong tay hoàng thất, nó là quyền uy của đế vương ở nhớ. Chương 517 tiểu kiếm nô, không ngờ các ngươi cũng ở đây. Ở đế đô nước Đại Tần, người dám thách thức thế lực của thần sách doanh chỉ có mấy vị hoàng tử, ngay cả tứ đại tông tộc cũng chưa đủ tư cách. Phù Quang cảm thấy mất mặt nên đội mũ trùm. Ăn mặc kín mít mới đi vào Vạn Bảo Các cùng Liễu Nguyệt. Trong chủ điện, cả 4 tầng lầu đều không còn ghế trống.
Lâm Nhất đã sớm ngồi trong đó, nói chuyện phiếm với Lý Vô Ưu. Hắn không thể ở lại Vạn Bảo Các mãi được, sau khi đổi đủ tài nguyên hắn sẽ rời đi. Cuộc chiến sinh tử với Diệp Lưu Vân mới là việc khẩn cấp trước mắt, mọi việc làm ở Vạn Bảo Các đều là cách để đạt được mục đích. Đại ca, náo nhiệt thật đấy, lúc trước cứ ở trong phòng luyện đan đúng là hơi lãng phí thời gian. Lý Vô Ưu nhìn đám đông ở xung quanh, háo hức nói. Buổi đấu giá cuối cùng hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường gấp mấy lần, tất cả đều là nhân tài cảnh giới huyền võ, không có ngoại lệ. Còn có rất nhiều người nổi tiếng ẩn mình trong số đó vì không muốn tiết lộ thân phận. Đến đấu giá viên đại huyền đan cực phẩm này chứng tỏ Tu Vi đang gặp bình cảnh. Đối với một số người, đây là vấn đề làm tổn hại đến thanh danh của họ. Nhưng cũng có người thoải mái, không để ý lắm. Chẳng hạn như Lưu Thương công tử. Hắn ta mặc chiếc áo cà sa giản dị, khuôn mặt tuấn tú nho nhã đi với đầu chọc trông khá nổi bật trong đám đông. Hắn ta tự rót tự uống, khá là tự tại. Những người nhìn thấy hắn ta đều sáng rực cả hai mắt, lần lượt tới gần chào hỏi. Lưu Thương công tử, ngươi cũng muốn đấu giá viên đại huyền đan cực phẩm này sao? Ta đến góp vui thôi. Lưu Thương công tử cười nhẹ, không trả lời là có hay không. Mọi người cũng không hỏi tới cùng. Hắn ta là người hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng, nhưng lại là một trong 8 công tử của đế đô. Có thể bắt chuyện với hắn ta đã làm người ta cảm thấy vui vẻ. Lý Vô Ưu cười bảo, con lừa chọc này uống rượu ăn thịt bừa bãi, không kiêng kỵ chút nào, thoải mái thật. Ai ngờ hắn ta vừa dứt lời đã thấy Lưu Thương công tử mỉm cười, nâng ly rượu lên nhìn qua. Tiểu tử này, nói nhỏ thôi. Lâm Nhất hơi xấu hổ, nâng ly rượu lên ra hiệu cho đối phương từ xa. Lý Vô Ưu cười vô tư, hì hì, lỗi của ta, lỗi của ta. Tiểu kiếm nô, không ngờ các ngươi cũng ở đây. Liễu Nguyệt không ngờ lại gặp được Lâm Nhất và Lý Vô Ưu ở Vạn Bảo Các. Nàng ta nhất thời ngạc nhiên, tưởng mình đi nhầm chỗ. Nàng ta nhìn chung quanh, cười khẩy, hai người các ngươi mà cũng xứng ngồi ở đây à? Nơi này là chỗ ngồi dành cho khách quý, có thể ngồi ở đây đều là những người giàu sang, có quyền có thế hoặc những người có tiếng tăm hiển hách như Phong Giác và Lưu Thương công tử. Liễu Nguyệt cho rằng Lâm Nhất hoàn toàn không có tư cách ngồi ở đây. Chương 518 hóa ra là hắn. Lý Vô Ưu không có chút thiện cảm nào với Liễu Nguyệt, cười tiếp lời, chúng ta ngồi ở đâu cần ngươi lo à? Có giỏi thì đuổi chúng ta đi đi. Nhìn thấy thái độ khinh thường của Lý Vô Ưu, Liễu Nguyệt nhướng mày, lạnh lùng hỏi, người nghĩ ta không dám sao? Nàng ta đưa mắt nhìn về phía Thanh Mai, lạnh giọng bảo, gọi chủ sự của các ngươi lại đây, một tên kiếm nô mà được ngồi ghế khách quý giống chúng ta, Vạn Bảo Các đánh đồng chúng ta với kiếm nô à? Liễu Nguyệt cũng được coi là người nổi tiếng ở đế đô, hầu hết các khách quý ở đây đều biết nàng ta. Phụ thân Liễu Long Phi có thực lực rất mạnh. Địa vị hiển vinh. Ông ta là tướng quân được vua ban tử bào, thống lĩnh thần sách doanh, tương đương với việc cầm kiếm của thiên tử để trấn giữ đế đô. Ở Lăng Tiêu kiếm các còn đỡ, dù sao thì theo thực lực và vai vế, nàng ta sẽ không có quyền lên tiếng quá lớn. Nhưng ở Hoàng Thành đế đô, người muốn nịnh bợ nàng ta nhiều vô số kể. Liễu Nguyệt, Lâm Nhất là đồng môn của ngươi, hơn nữa ở Lăng Tiêu kiếm các. Ngươi cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn đâu. Khi mọi người cảm thấy có gì đó không ổn, Lưu Thương công tử đột nhiên nhẹ giọng cười nói. Một câu dễ dàng xóa bỏ sự lúng túng của Lâm Nhất và Lý Vô Ưu. Không chỉ vậy, hắn ta còn ngầm mỉa mai Liễu Nguyệt, nói người ta là kiếm nô, nhưng ngươi thậm chí còn không bằng kiếm nô. Khu vực khách quý lập tức bàn tán sôi nổi, không ít người nhận ra, rời mắt về phía Lâm Nhất. Hóa ra là hắn. Thiếu niên này là một kẻ tàn nhẫn. Trong cửu tinh tranh bá, hắn không chỉ càn quét người mới cùng đợt mà còn tự tay giết Vương Ninh. Dòng chính Vương Thị, nói giết là giết ngay, các trưởng bối Vương gia sắp tức điên rồi. Nhưng ta nghe nói gần đây hắn mới gặp rắc rối lớn, cuối tháng này phải đấu sinh tử với Diệp Lưu Vân, người xếp hạng 36 bảng nhân trong tông môn. Việc này hơi quá sức. E rằng hắn rất khó sống tiếp được. Không ngờ Lưu Thương công tử lại nói giúp cho hắn, lạ thật đấy.
Những lời bàn tán từ bốn phía khiến Liễu Nguyệt cực kỳ tức giận, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như phủ xương. Nhưng nàng ta không thể nổi giận với Lưu Thương công tử, bất luận là thực lực, lai lịch hay thanh danh của đối phương, nàng ta đều không sánh bằng. Nàng ta trừng mắt nhìn Thanh Mai, giận dữ quát, đứng ngây ra đó làm gì, không nghe ta bảo ngươi gọi chủ sự đến à? Thanh Mai thầm cười khổ, nếu đi bẩm báo chuyện này với Ngụy Nhạc, nàng ta không bị mắng xối xả mới là lạ, người khác không biết nhưng nàng ta biết rất rõ. Đừng nói ngươi là ái nữ của đại tướng quân Phi Long, kể cả hoàng tử đến, vạn bảo các cũng khó có thể đuổi Lâm Nhất và Lý Vô Ưu ra ngoài. Mở cửa buôn bán, ai lại đuổi tài nguyên của mình đi? Thanh Mai khó xử trả lời, Liễu tiểu thư, hai vị này là khách quý của vạn bảo các chủ đã dặn không được thất lễ. Nếu Liễu tiểu thư cảm thấy khó chịu thì ta sắp xếp cho ngài lên tầng cao nhất được không? Ngươi muốn đuổi ta đi. Chương 519 không thể ngồi đây, nhất định phải đổi chỗ. Liễu Nguyệt giận tái mặt, hay cho một ả tiện nhân, không dám đuổi Lâm Nhất thì thôi, còn muốn đuổi nàng ta đi. Không dám, không dám. Thanh Mai khổ không nói nên lời, nàng ta cũng suy nghĩ cho đối phương thôi. Ngươi không ưa Lâm Nhất nên ta mời ngươi lên hàng ghế khách quý trên tầng cao nhất, thế chẳng phải tốt hơn à? Nhưng trong mắt Liễu Nguyệt, câu này đã hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác. Vạn bảo các yêu cầu nàng ta nhượng bộ vì một tên kiếm nô. Đồ nhi, ngồi xuống trước đã. Sợ Liễu Nguyệt tiếp tục gây sự sẽ làm bại lộ thân phận của mình, Phù Quang ngồi ở bên cạnh lên tiếng khuyên can. Liễu Nguyệt nén giận, lạnh mặt ngồi xuống. Nhưng vừa thấy Lý Vô Ưu cười với mình, nàng ta đã suýt tức phát điên. Bây giờ nàng ta rất hối hận vì đã vào vạn bảo các, gặp phải người không muốn gặp nhất thì thôi không nói, còn phải chịu ấm ức. Lưu Thương công tử ngầm mỉa mai nàng ta thì thôi, hai người này có chút máu mặt gì ở đế đô đâu. Sư phó, Lâm Nhất đi qua đây. Bỗng nhiên thấy Lâm Nhất cầm ly rượu đi về phía bên này, Liễu Nguyệt khẽ biến sắc. Kệ hắn đi. Dưới lớp mũ trùm, Phù Quang giật nảy mình, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Tiểu tử này muốn làm gì? Tiết lộ thân phận của ta sao? Nghĩ đến sự xấu hổ sau khi bị bại lộ thân phận, Phù Quang không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khi thấy Lâm Nhất càng lúc càng gần, cuối cùng ông ta không kiềm chế được nữa. Không thể ngồi đây, nhất định phải đổi chỗ. Nhưng ai ngờ ông ta vừa đứng lên đã nghe Lâm Nhất cười hỏi, Phù Quang đại sư, ông không ở Lâm Lang các chủ trì buổi lễ khai đan mà đến vạn bảo các làm gì vậy? Vù! Trên hàng ghế khách quý, vô số ánh mắt đổ dồn vào Phù Quang đang đội mũ trùm. Giọng Lâm Nhất không lớn nhưng rất vang dội, từng câu rõ ràng để tất cả mọi người đều nghe thấy. Trong mắt rất nhiều khách quý lộ vẻ kinh ngạc, có thật là Phù Quang đại sư không? Tên tuổi của Phù Quang khá nổi tiếng ở Hoàng Thành Đế Đô, ông ta luôn là khách quý của các phú hào quyền thế. Rất nhiều người ở đây quen thân với ông ta, thậm chí còn cầm trên tay lá thư mời tham gia buổi lễ khai đan của ông ta. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. Hầu hết các khách quý ở đây đều đồng ý đến tham gia buổi lễ khai đan của ông ta. Nhưng bây giờ không có một ai đi, tất cả đều chạy tới vạn bảo các. Cứ tưởng Phù Quang chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây, có ai lại tự chạy đến nước lấy nhục. Mắt không thấy, tâm không phiền cũng sẽ không có xấu hổ. Ai ngờ Phù Quang lại lén lút đến đây. Chương 520 Lý Vô Ưu, người muốn chết sao? Điều này thực sự hơi khó xử. Đặc biệt là các khách quý cầm theo thư mời, thề rằng nhất định sẽ tham gia, họ cực kỳ căng thẳng nhìn người bí ẩn đội mũ trùm này. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi thì càng nhìn càng thấy giống. Trước hàng trăm cặp mắt đang nhìn, Phù Quang muốn chết luôn cho rồi, từ lúc sinh ra đến nay ông ta chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy. Dưới chiếc mũ trùm, khuôn mặt già nua của ông ta khó coi như ăn phải phân, có nỗi khổ mà không thể nói nên lời. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Phù Quang thầm mắng Lâm Nhất một tiếng, cười gượng gạo cởi mũ trùm xuống. Nhưng dù sao ông ta cũng là cáo già, khi cởi mũ trùm xuống, biểu cảm trên mặt ông ta không có gì khác thường,
thản nhiên cười bảo, ta vốn định đến trong thầm lặng để xem là ai đã luyện chế đại huyền đan cực phẩm thôi, không ngờ bị tiểu huynh đệ nhận ra, xấu hổ quá. Mọi người ngẩn ra, lập tức hoàn hồn lại, cười bảo, đại sư khiêm tốn rồi, mau ngồi xuống đi. Đại sư thật khiêm tốn, dù đã nổi tiếng nhưng vẫn không quên học tập. Đúng đúng đúng, đại sư, hôm khác có thời gian thì đến phủ của ta, chúng ta uống vài ly. Rất nhiều khách quý vừa nịnh phù quang, nhân tiện cho mình bậc thang bước xuống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sự xấu hổ này sẽ cứ thế tan biến. Đại sư, hạng người mua danh chuộc tiếng, giấu đầu lòi đuôi như ông ta mà xứng với cái danh đại sư à? Đúng là trò đùa, theo ta thấy ông ta chỉ là một tên tiểu tặc thôi. Bất thình lình, một lời chế giễu cực kỳ gay gắt phát ra từ miệng Lý Vô Ưu. Tiếng cười nói im bặt, rất nhiều vị khách quý lập tức cứng đờ. Trong lòng họ đều bực tức, sao tên tiểu bối này nói chuyện không biết nể mặt chút nào hết vậy? Phải làm cho mọi người tiến không được, lùi cũng không xong mới bằng lòng sao? Mọi người đều biết Phù Quang giấu đầu lòi đuôi, đến đây tự rước lấy nhục, vô cùng mất mặt, nhưng dù sao cũng là người quen, không ai lại đi bóc trần vết sẹo này. Nhưng Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đâu kiêng dè điều gì, cứ thích vả vào mặt chó của Phù Quang thôi. Ánh mắt Liễu Nguyệt lạnh đi, giận dữ quát, Lý Vô Ưu, người muốn chết sao? Sao, Lý Vô Ưu ta đây có nói sai hả? 10 ngày trước, trong đêm gió tuyết, ông ta đã sỉ nhục đồng môn của mình như thế nào? Đứng chung với chó săn của Lâm Lang Các thì oai phong lắm. Cảnh tượng 10 ngày trước hiện rõ ra ngay trước mắt. Gió to tuyết lớn, ba người vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ nhưng lại bị Lâm Lang Các đuổi thẳng ra ngoài. Lão chó già này cũng là luyện dược sư của Đan Dược Điện mà không nói giúp cho Khô Vân Đại Sư, còn hùa theo đường chủ mạc sỉ nhục ba người họ, dẫm đạp lên họ. Cơn giận lấn át lý trí, Lý Vô Vu Phập N nội đập bàn. Phù Quang Đại Sư hôm nay trước mặt mọi người, ông nói xem Lý Vệ Vu ta đây có nói dối câu nào không? Khê Vân Đại Sư đối xử với ông thế nào? Cung kinh lễ phép, hạ mình nhún nhường. Còn ông đối xử với ông ấy thế nào? Hễ mở miệng là mắng ông ấy vô dụng, tự rước lấy nhục, có thương cảm chút nào không? Trong chủ điện Vạn Bảo Các lập tức yên lặng như tờ, ai cũng há hốc mồm. Chương 521, hai tiểu tử các ngươi thật to gan. Thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều không ngờ Lý Vô Ưu lại nói năng sắc bén như vậy. Phù Quang không cười nổi nữa, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nổi giận, lão phu không chấp nhặt với ngươi, chúng ta đi. Đi. Lâm Nhất uống cạn ly rượu, cười nhạo, ông có thể đi đâu, đi về tổ chức buổi lễ khai đan của ông sao? Ta nghe nói chủ điện Lâm Lang Các không có một bóng ma nào, ông định tổ chức buổi lễ với không khí hả? Phù Quang Đại Sư loạng choạng trực ngã, suýt tức hộc máu. Nhưng vẫn còn điều tàn nhẫn hơn nữa, Lý Vô Ưu cười bảo, ai mà biết. Nếu Đại Sư đã giấu đầu lòi đuôi, chạy tới Vạn Bảo Các như kẻ trộm, ai dám đảm bảo ông ta sẽ không tổ chức buổi lễ với không khí chứ? Hai người kẻ sướng người họa khiến Phù Quang mất hết thể diện, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trong chủ điện, những người khác thầm tặc lưỡi, không dám lên tiếng. Từng nghe câu tuổi trẻ ngông cuồng, nhiệt huyết bất diệt. Hôm nay coi như đã được chứng kiến phong thái của hai người này, không hổ là thiếu niên dám hợp sức giết Vương Ninh. Được. Trong chủ điện yên tĩnh đột nhiên có người vui vẻ lớn tiếng nói. Liễu Nguyệt trừng mắt nhìn sang, người nói rõ ràng là Lưu Thương công tử. Thấy hắn ta giơ ly rượu lên, cười giải thích, Liễu cô nương, ta đang nói rượu trong ly này rất được, người đừng hiểu lầm nha. Đợi khi vẻ mặt Liễu Nguyệt bình thường lại, hắn ta tạm dừng, sau đó cười khẽ, tất nhiên những gì hai vị huynh đệ của ta còn nói được hơn, hay hơn. Ha ha ha, nào, mọi người uống rượu đi nào. Đúng đúng đúng, uống rượu đi. Cục diện trở nên hết sức khó xử, nhưng sau khi Lưu Thương công tử nâng ly, trong Vạn Bảo Các lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Tựa như mọi điều không vui trước đó đều đã qua. Giữa những tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có một mình Phù Quang cô quạnh, không ai đoái hoài. Sự náo nhiệt ở chủ điện không liên quan gì tới ông ta. Mọi người đã coi ông ta như không khí, không ai thèm liếc mắt nhìn.
Ông ta đờ đẫn ngồi xuống, đôi mắt vô hồn, trông như một con chó run bần bật vì bị chủ nhân bỏ rơi trong đêm mưa gió. Hai tiểu tử các ngươi thật to gan. Lưu Thương công tử cầm ly rượu đi tới, cười tủm tỉm nói. Lý Vô Ưu bĩu môi, đây là Vạn Bảo Các, lão già này dám ra tay ngay tại đây à? Đa tạ Lưu Thương công tử vì lúc nãy đã lên tiếng giúp đỡ. Lâm Nhất nâng ly nói cảm ơn rồi uống một hơi cạn sạch. Hai người vạch trần Phù Quang Đại Sư ngay trước mặt mọi người, dù sao việc này cũng khá nguy hiểm. Tuy là Vạn Bảo Các, nhưng vừa rồi rõ ràng Phù Quang đã tức giận đến mức định ra tay. Chương 522 còn sợ bị người ta vạch trần như vậy. Nếu trong cơn nóng giận, ông ta ra tay thật thì rất phiền phức. Lưu Thương công tử vừa lên tiếng, Phù Quang lập tức rụt đầu rụt cổ. Hầu như tất cả mọi người ở Vạn Bảo Các đều quên mất ông ta, hoàn toàn coi ông ta là không khí, không có chút cảm giác tồn tại. Cách và mặt thầm lặng này còn cao siêu hơn hai người nhiều. Nhưng chung quy cũng nhờ cái tiếng tám công tử đế đô của hắn ta, nên các khách quý ở đây mới nể mặt hắn ta. Nếu đổi thành người khác lên tiếng mời mọi người uống rượu thì có ai sẽ quan tâm? Lưu Thương công tử cười nhẹ, không sao, sớm muộn gì Phù Quang cũng sẽ xong đời. Mấy năm nay ông ta được hưởng vô số tiền tài và đặc quyền đều nhờ vào bản lĩnh này. Có thể vẽ được Thủy Vân Văn một cách xuất thần nhập hóa, luyện chế đại huyền đan đạt đến 7 phần dược tính, ngay cả các luyện dược sư 2 sao giỏi hơn ông ta cũng khó có thể làm được. Nếu không chỉ bằng một luyện dược sư 2 sao như ông ta, làm sao ông ta có tư cách tổ chức buổi lễ khai đan? Lâm Nhất hỏi, Lưu Thương công tử biết rõ những việc này nhỉ? Lưu Thương cười bí ẩn, không trả lời mà hỏi, có rượu không? Đương nhiên là có. Lâm Nhất biết hắn ta thích gì, bèn lấy một vò hầu nhi tử ra rót đầy ly rượu. Quá đã. Lưu Thương uống cạn ly, trong ly không còn một giọt rượu, mấy năm nay, ông ta ỷ vào bản lĩnh của mình nên tự cao lắm, chẳng coi ai ra gì, lúc nào cũng chặt chém. Nếu không vì các gia tộc giàu có đều có đệ tử cần đào tạo, sao họ có thể để ông ta đắc chí? Dẫu sao bản lĩnh này cũng chỉ có một mình ông ta nắm giữ. Nhưng bây giờ đã khác, đừng nói đại huyền đan 7 phần dược tính, đại huyền đan 9 phần dược tính bên Vạn Bảo Các cũng có, cần gì phải nhìn mặt ông ta nữa, nếu không thì đã có người đến tham gia buổi lễ khai đan của ông ta. Nếu ông ta thức thời nhịn lần này thì mọi chuyện đã qua rồi, nhưng hôm nay ông ta tự rước lấy nhục, bị hai người các ngươi thay phiên nhau sỉ nhục, chắc chắn sẽ thành trò cười, sau này muốn trở mình e là cũng khó. Nghe Lưu Thương công tử nói xong, Lâm Nhất coi như đã hiểu được một phần tại sao Phù Quang lại che mặt đến đây. Còn sợ bị người ta vạch trần như vậy. Thì ra là ông ta có tật giật mình, ngày thường đã đắc tội rất nhiều người. Lúc nói, Lâm Nhất cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn, chật vật của Phù Quang, ông ta đang nhìn chằm chằm vào hắn như muốn giết hắn ngay tại chỗ. Lâm Nhất thầm khịt mũi. Không đồng tình chút nào, ngày đó khi mắng Khô Vân Đại Sư vô dụng và đuổi ba người đi, ông ta nên nghĩ tới sẽ có hậu quả như hôm nay. Không tới thì không sao, nếu đã tới Vạn Bảo Các, Lâm Nhất để ông ta yên mới là lạ. Đã không coi người ngoài ra gì mà còn không khách sáo với người một nhà, giễu cợt người khác còn độc địa hơn lão chó săn của Lâm Lang Các. Hắn nhìn sang Liễu Nguyệt ở bên cạnh, nàng ta cũng đang lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý tốt. Cả hai sư đồ rất giống nhau, đạo đức cũng như nhau. Lúc này trên sàn đấu giá, Đường chủ Ngụy xuất hiện trước mặt mọi người. Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến đây tham gia. Quy định vẫn như cũ, người nào ra giá cao sẽ đấu giá thành công. Qua ngày hôm nay, nếu mọi người vẫn muốn mua đại huyền đạn 9 phần dược tính thì phải đợi, vậy nên mọi người hãy nắm chắc cơ hội nhé. Chương 523. Ta sẽ không nhiều lời nữa. Đấu giá bắt đầu, nhóm vật phẩm đấu giá đầu tiên gồm một viên đại huyền đan cực phẩm kèm với 10 viên đại huyền đan 7 phần dược tính. Chỉ có một viên đại huyền đan cực phẩm, nhưng đi kèm là đại huyền đan 7 phần dược tính. Nghe cũng khá hấp dẫn, giá đưa ra nhanh chóng tăng vọt. Biểu cảm trên mặt Phù Quang liên tục biến đổi, trong lòng không ngừng suy đoán. Ngoài ta ra, ở đế đô chỉ có hai người có thể luyện chế đại huyền đan 7 phần dược tính.
nhưng một trong số đó đã bế quan nhiều năm, người còn lại đã rời khỏi Đại Tần từ lâu. Đáng lý ra chỉ còn một mình ông ta mới đúng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện đại huyền đan cực phẩm xưa nay chưa từng thấy, hơn nữa còn có 9 phần dược tính. So sánh với nó, dù bản lĩnh của ông ta có thúc ngựa cũng không theo kịp. Nhất định là giả. Ta đã nghiên cứu nhiều năm nhưng không thể nâng cao dược tính của đại huyền đan, sao bỗng dưng có thể tăng lên 9 phần. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Phù Quang, hôm nay ông ta bị Lâm Nhất và Lý Vô Ưu mắng nhiếc ngay trước mặt mọi người. Mắng đến mức không có sức mắng trả, tương đương với việc tát sưng mặt ông ta. Nếu không nghĩ cách, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trở thành trò cười rồi truyền ra khắp đế đô. Cách duy nhất là tìm ra lỗi của viên đại huyền đan cực phẩm này. Sư phó, có cần đấu giá không? Nhìn buổi đấu giá ồn ào, náo nhiệt, Liễu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Phù Quang nhìn Lâm Nhất, trầm giọng đáp, không cần gấp, chờ Lâm Nhất ra tay rồi ngươi hãng ra tay. Tiểu tử này chắc chắn sẽ đấu giá 50 viên đại huyền đan cực phẩm thuộc nhóm vật phẩm cuối cùng. Hai mắt Liễu Nguyệt sáng rực lên, chắc chắn là vậy. Hắn định dựa vào viên đại huyền đan này để đả thông sợi huyền mạch thứ hai, nếu không khi đụng độ với Diệp Lưu Vân sẽ chỉ có một con đường chết. Nếu ta đã ở đây, hắn đừng hòng mua được nó. Nữ nhân này đang nghĩ gì vậy nhỉ? Thấy Liễu Nguyệt cười như không cười, nhìn mình với Lâm Nhất bằng ánh mắt lạnh lẽo, Lý Vô Ưu khó hiểu lên tiếng. Lâm Nhất bĩu môi, có trời mới biết nàng ta đang nghĩ gì. Buổi đấu giá đại huyền đan diễn ra khá suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã đến lượt bán đấu giá vật phẩm cuối cùng. Bình đại huyền đan này chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng, chắc hẳn các vị đều đã biết trước. Nó có tổng cộng 50 viên, tất cả đều là đại huyền đan cực phẩm, giá khởi điểm là 5.000 viên linh ngọc nhất phẩm. Ngụy Nhạc rất tự tin về vật phẩm cuối cùng này, chắc chắn có thể bán ra với giá trên trời. So với mấy món đồ chơi trẻ con vừa rồi, 10 viên đại hát 50 viên đại huyền đan cực phẩm quả nhiên gây náo động. 50 viên đại huyền đan tượng trưng cho điều gì? Chương 524. Tượng trưng cho việc tu vi cảnh giới huyền võ hậu kỳ nhất định có thể đả thông được một sợi huyền mạch mới. Những võ giả có tu vi bị trì trệ, dừng lại ở tầng thứ 6, tầng thứ 7 hay thậm chí là tầng thứ 8, đều có thể đột phá trong vòng một tháng. Tất nhiên là chỉ có hiệu quả đến đây thôi. Nếu cao hơn nữa, dược hiệu của đại huyền đan cực phẩm chắc chắn sẽ liên tục giảm dần. Nhưng dù vậy nó vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với những người này. Đặc biệt là những người có tu vi bị đình trệ đã 3 năm, 5 năm, họ rất muốn có được 50 viên đại huyền đan cực phẩm này. 15.000. Ngụy Nhạc vừa tuyên bố bắt đầu thì có một giọng nói bình thản vang lên, chỉ thấy một thanh niên đeo mặt nạ vì không muốn bại lộ thân phận, bình tĩnh lên tiếng. Giọng nghe rất quen, nhìn cũng còn trẻ, chắc hẳn là vị nhân tài của gia tộc nào đó. Mọi người liên tục mắng thầm trong lòng, đây là vật phẩm có bước giá cao, vừa bắt đầu đã ra giá hàng chục nghìn viên linh ngọc, điều này như dội một gáo nước lạnh lên đầu rất nhiều người. Vẫn chưa xong. 18.000. 20.000. Sau 3 lần ra giá, bầu không khí náo nhiệt trong chủ điện lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Binh đoàn chúng ta liều mạng làm nhiệm vụ cả năm cũng chỉ kiếm được hơn 10.000 viên linh ngọc thì phải. Có người cảm khái một câu khiến rất nhiều người đồng cảm, hoàng thành đế đô thực sự có quá nhiều gia tộc giàu có. Giá đưa ra thật đáng kinh ngạc. Trong lòng Lâm Nhất cũng liên tục cảm khái, quả thật không thể suy đoán để đỗ Đại Tần theo lẽ thường. Nếu sau này tập trung vào việc vẽ linh văn, nói không chừng đó sẽ là một lối thoát. Nhưng hắn lập tức gạt bỏ ý định này. Dù sao hắn cũng lấy võ đạo làm chủ, hơn nữa lần này cũng nhờ cơ hội nên mới gây náo động lớn như thế. Một lát sau, giá trị của viên đại huyền đan cực phẩm nhất định sẽ bị thu hẹp lại. Sư phó, hình như Lâm Nhất bị choáng rồi. Từ nãy đến giờ vẫn chưa báo giá. Liễu Nguyệt chau mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, khi thấy hắn trầm ngâm không nói lời nào, chỉ cho rằng hắn đã choáng váng vì giá. Nếu để Lâm Nhất biết được suy nghĩ của nàng ta, có lẽ hắn sẽ dở khóc dở cười. Viên đại huyền đan đang được bán đấu giá là do hắn tự tay luyện chế, những người này ra giá càng cao thì hắn càng kiếm được nhiều lợi nhuận. Hắn ước gì càng cao càng tốt. Choáng váng mới là lạ. Phù Quang cười khẩy, ta đã đánh giá cao hắn rồi, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ nghèo may mắn được ngồi ở đây,
làm gì có tiền tranh giành với chúng ta. Ngươi ra tay đi, vi sư nhất định phải có được 50 viên đại huyền đan này. Liễu Nguyệt gật đầu, trầm giọng báo giá 28.000. Sốt! Nàng ta vừa dứt lời, trong chủ điện lập tức trở nên yên tĩnh tột độ, giá tiền này thực sự cao thái quá. Đáng lý ra một viên đại huyền đan cực phẩm chỉ đáng giá 200 viên linh ngọc, 50 viên thì là 10.000 viên linh ngọc. Cái giá của Liễu Nguyệt đã tăng gần gấp 3 lần. Bất cứ loại linh đan thần dược, huyền binh bảo khí nào cũng có giá thị trường, bình thường nếu đấu giá gấp đôi giá thị trường thì đã bị lỗ một khoản lớn. Nếu mua với giá gấp 3 lần giá thị trường thì cũng hơi mù quáng. Nói thẳng là coi tiền như rác. Chương 525. Tất cả mọi người ở đây đều là người thông minh, nhanh chóng tự hỏi bỏ ra cái giá gấp 3 lần giá thị trường rốt cuộc có đáng hay không. Khi mọi người đang suy nghĩ, Liễu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Liễu Nguyệt nhìn lướt qua bốn phía, chắp tay nói, tại hạ Liễu Nguyệt, muốn xin các vị bằng hữu hãy nể mặt. Tiểu nữ có chút trình độ trong đạo huyền sư nên muốn đấu giá được viên huyền đan này để nghiên cứu kỹ hơn. Nếu mua được, ta nhất định sẽ vô cùng biết ơn các vị ngày hôm nay. Liễu cô nương là ái nữ của đại tướng quân Phi Long, từ lâu ta đã nghe nói về trình độ của ngươi về đan dược, còn trẻ mà đã trở thành luyện dược sư một sao, lão phu rất khâm phục nên sẽ không giành với ngươi. Ông lão ra giá trước đó khách sáo lên tiếng. Dù sao cũng là ái nữ của đại thống lĩnh thần sách doanh. Nếu đã nói như vậy, hiển nhiên nàng ta muốn mua cho bằng được. Ai còn dám giành thì chứng tỏ không nể mặt nàng ta. Những người muốn giành đều thở dài, lần lượt bỏ cuộc. Trên bục, Ngụy Nhạc cảm thấy rất khó chịu, ông ta nghĩ viên đại huyền đan cực phẩm này ít nhất phải tăng gấp 4 lần. Về lâu dài, đại huyền đan cực phẩm chắc chắn sẽ mất giá. Mấy ngày qua ông ta liên tục quảng cáo để bán được mức giá cao nhất, để sau này người khác khó có thể phá kỷ lục. Tối đa hóa lợi ích của đại huyền đan cực phẩm. Không ngờ mới bán được với mức giá chỉ 28.000. Nhưng họ không thể động vào nữ nhân này, dù có khó chịu cũng phải làm theo quy định. Ngụy Nhạc gượng cười, 28.000 lần 1, 28.000 lần 2. Nếu không còn ai báo giá, vật phẩm cuối cùng này sẽ thuộc về Liễu tiểu thư. Liễu Nguyệt nở nụ cười, đã tìm lại cảm giác cao cao tại thượng, được mọi người chú ý như thường ngày. Trong lòng nàng ta hơi vênh váo, ai dám giành với ta? Lâm Nhất đặt ly rượu xuống, bình tĩnh nháy mắt ra hiệu cho Lý Vô Ưu. Lý Vô Ưu cười bỉ ổi, đưa tay ra dấu mình đã hiểu, khí phách lên tiếng, bản thiếu trả 30.000 viên linh ngọc. Từ nãy đến giờ trong chủ điện đã không còn ai giành với Liễu Nguyệt. Dù sao nàng ta cũng là ái nữ của đại thống lĩnh thần sách doanh. Nàng ta đã nói tới mức này, nếu vẫn tiếp tục giành với nàng ta thì cũng không hay lắm. Dù gì vẫn phải nể mặt đại tướng quân Phi Long. Hơn nữa, mức giá 28.000 thực sự khá cao. Nhưng ai cũng không ngờ Lý Vô Ưu lại đột nhiên lên tiếng, tăng mức giá lên đến 30.000. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nguyệt lập tức trở nên lạnh lẽo, nàng ta nổi giận, Lý Vô Ưu, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Vạn bảo các đâu phải do nhà ngươi mở, chỉ cho phép ngươi báo giá mà không cho ta báo giá à? Lý Vô Ưu nhướng mày nhìn bộ dạng tức giận của đối phương, nở nụ cười xấu xa. 30.000 viên linh ngọc lần một. Khi Liễu Nguyệt đang định nổi giận, Ngụy Nhạc trên bục cười tủm tỉm lên tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người tập trung về phía mình đúng lúc. Chương 526. Hi hi, đừng nhìn ta. Nếu ngươi không tiếp tục báo giá, 50 viên đại huyền đan này sẽ thuộc về Lý Vô Ưu ta đây, vừa khéo đưa cho đại ca ta đột phá huyền võ tầng thứ hai. Lý Vô Ưu thấy Liễu Nguyệt giận chừng cả mắt thì không để ý lắm. Ta không tin trên người hai người này có thể có nhiều linh ngọc như vậy. Liễu Nguyệt sầm mặt nhìn về phía Thanh Mai, không cần nói cũng hiểu ý đồ của nàng ta. Thanh Mai cười mỉm, việc này không cần Liễu tiểu thư lo lắng. Ta có thể bảo đảm, đừng nói là 30.000, dù có nhiều hơn nữa, Lâm công tử cũng hoàn toàn có thể lấy ra được. Trong mấy ngày qua, Vạn Bảo Các và Khô Vân Đại Sư đã tăng lợi nhuận bán đại huyền đan lên đến 5 năm, chia đôi cho hai bên. Số linh ngọc họ kiếm được trong những ngày qua thực sự nhiều hơn con số này. Hơn nữa, dù họ thật sự không có, Thanh Mai cũng sẽ nói giúp cho Lâm Nhất và Lý Vô Ưu.
Nữ nhân này luôn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng, ngạo mạn vô lễ, Thanh Mai đã không ưa từ lâu. Liễu Nguyệt trừng mắt nhìn Thanh Mai, sau đó rời mắt về phía bục đấu giá, 31.000. Lý Vô Ưu chậm rãi lên tiếng, 32.000. 33.000. Hai người tranh nhau báo giá, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, làm cho giá của 50 viên đại huyền đan này liên tục tăng vọt. Lâm Nhất tỏ ra hài lòng, nhìn Lưu Thương công tử đang ngạc nhiên, cười bảo uống rượu nào. Nụ cười hiện lên trên mặt Lưu Thương công tử, nâng ly uống một ngụm. Hắn ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, tiểu tử nhà ngươi đang giở trò gì đó đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi thực sự không thể trêu vào Liễu Nguyệt. Nếu ngươi ở Lăng Tiêu kiếm các còn đỡ, chứ ra khỏi kiếm các thì sẽ rất phiền phức. Lâm Nhất cười nhẹ, không trả lời. Với mối thù giữa hắn và Liễu Nguyệt, chỉ cần đối phương có cơ hội nhất định sẽ giết hắn. Lúc ở Đan Dược Điện, hắn đã suýt bị Liễu Nguyệt giáng xuống thành nô dịch thử thuốc. Giữa hai người đã sớm như nước với lửa. Nếu không phải đường cùng, Lâm Nhất không cần phải giết nàng ta, nhưng nếu nữ nhân này không nhớ, hắn cũng không ngại dạy cho nàng ta một bài học. Chẳng qua hắn không cần phải nói rõ nguyên nhân với Lưu Thương công tử. 40.000. Đôi mắt Liễu Nguyệt như muốn phóng ra lửa, nàng ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng báo giá. Trong cuộc đối đầu điên cuồng như nước với lửa giữa Lý Vô Ưu và Liễu Nguyệt, 50 viên đại huyền đan cực phẩm đã tăng lên đến mức giá trên trời là 40.000. Lý Vô Ưu vừa định tiếp tục, Lâm Nhất đã ho khan một tiếng, hắn ta lập tức cười bảo, ha ha, không hổ là ái nữ của đại tướng quân Phi Long, ra tay thật hào phóng, bản thiếu xin chịu thua, tự nhận không bằng. Bản thiếu mới nên tự nhận không bằng người. Thiếu niên đeo mặt nạ đấu giá đại huyền đan đầu tiên cười nhạo, lạnh lùng tiếp lời. Đại điện trở nên yên tĩnh, tất cả các khách quý đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt như đang nhìn người chết. Ánh mắt ấy khiến hắn ta khế rùng mình. Lý Vô Ưu cười ngượng ngùng, hình như đã làm lớn chuyện rồi. Dám đắc tội Liễu Nguyệt đến mức này, các phú hào ở đây đều tự nhận không bằng. Lâm Nhất, món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với ngươi. Nhưng Liễu Nguyệt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, lạnh lùng quát. Nàng ta không ngốc, đã sớm nhìn ra Lâm Nhất mới là kẻ chủ mưu thật sự đứng sau Lý Vô Ưu. Chương 527. Tùy ngươi, dù sao cũng không chỉ có một món nợ này. Lâm Nhất đưa lưng về phía Liễu Nguyệt, không để bụng uống cạn hầu nhi tử trong ly. Hắn vừa dứt lời, lòng mọi người lập tức trùng xuống. Hành động của Lý Vô Ưu trước đó đã đủ khiến họ kinh ngạc. Nhưng thái độ hờ hững của thiếu niên đứng sau lưng này càng khiến họ kinh ngạc hơn. Giọng điệu nghe có vẻ đã có thù với Liễu Nguyệt từ lâu. Liễu tiểu thư, đây là đại huyền đan của ngài. Người hầu đi tới, bê đĩa dâng chiếc bình ngọc tinh xảo kia lên. Liễu Nguyệt lạnh mặt nhận lấy, sau đó lấy thẻ tử tinh từ trong túi chữ vật ra đưa qua, đường chủ của các ngươi biết cách lấy linh ngọc từ thẻ thiên long này. Người hầu cười đáp, đương nhiên, ai cũng biết uy tín của thể thiên long mà. Đợi người hầu đi, Liễu Nguyệt mới xoay người đưa bình ngọc cho Phù Quang đại sư. Mọi người chợt hiểu ra, thì ra nàng ta làm vậy là để mua đại huyền đan cho sư phó của mình. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, với trình độ của Liễu Nguyệt vẫn chưa đủ để nghiên cứu đại huyền đan cực phẩm này. Phù Quang đại sư nhận lấy bình ngọc, ngắm nghía một hồi rồi nói. Không biết nếu vạn bảo các tiếng tăm lẫy lừng bị người khác phát hiện bán thuốc giả sẽ có kết cục thế nào? Có ý gì? Phù Quang điên rồi sao? Ông ta vừa nói xong, chủ điện vạn bảo các lập tức trở nên xôn xao. Ngụy Nhạc đứng trên bục biến sắc, sát khí lóe qua trong mắt, ông ta lạnh lùng quát, Phù Quang, dù ông là luyện dược sư hai sao của Đan Dược Điện cũng không cần phải dối gạt người khác kiểu đó. Vạn bảo các không dễ bắt nạt đầu. Câu nói của Phù Quang quá thâm độc, không ngờ ông ta lại bảo vạn bảo các bán thuốc giả ngay trước mặt các phú hào đế đô. Nếu là người khác, đương nhiên Ngụy Nhạc không cần để ý vì sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng dù gì Phù Quang cũng là luyện dược sư hai sao thuộc Đan Dược Điện của Lăng Tiêu Kiếm Các. Bất kể trước đó ông ta đã bị Lâm Nhất và Lý Vô Ưu cười nhạo, trở thành trò cười ra sao, nhưng thân phận và địa vị vẫn còn ở đó, không thể không làm người ta phải nhìn thẳng vào. Phù Quang thầm cười khẩy, không thèm để ý lời uy hiếp của Ngụy Nhạc. Hôm nay ông ta giấu đầu lòi đuôi, bị mất hết mặt mũi ở Vạn Bảo Các,
còn bị Lâm Nhất và Lý Vô Ưu thay phiên nhau vả mặt. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Nếu khẳng định đại huyền đan cực phẩm của Vạn Bảo Các là thật, sau này ông ta không thể tiếp tục sống ở đế đô nữa. Ông ta dựa vào kỹ năng vẽ thủy vân văn mới nổi danh ở đế đô. Bất thình lình xuất hiện một luyện dược sư vẽ thủy vân văn giỏi hơn ông ta, sau này đừng nói đến việc tổ chức buổi lễ khai đan gì kia. Có khi các phú hào ở đây đều sẽ nhìn ông ta bằng cặp mắt khác. Chương 528. Bất luận là vì thanh danh hay lợi ích của mình, ông ta cũng phải đứng ra. Dù viên đại huyền đan cực phẩm này không có vấn đề, ông ta cũng phải gây rối để sau này nó không có chỗ đứng trên thị trường. Phù Quang khịt mũi, lạnh nhạt tiếp lời, đường chủ Nguy, ông căng thẳng như vậy làm gì? Ta đâu nói đại huyền đan cực phẩm này nhất định là giả, chẳng qua hoàng thành đế đô chưa từng xuất hiện đại huyền đan 9 phần dược tính, ngay cả luyện dược sư 3 sao của tứ đại tông môn cũng không thể luyện chế được. Lão phu vẽ thủy vân văn đã 20 năm nên biết rõ từng chi tiết của đại huyền đan. Ta lên tiếng chất vấn cũng không được à? Hay là do viên đại huyền đan cực phẩm này thật sự được luyện chế bằng cách bàng môn tà đạo nào đó, đường chủ Nguy có giấu giếm điều gì không? Trong chủ điện lập tức chấn động, đặc biệt là đám người Phong Giác đã luyện hóa đại huyền đan cực phẩm. Họ khẽ biến sắc, những lời của Phù Quang không phải không có lý. Nếu thật sự sử dụng phương pháp thâm độc nào đó dẫn đến việc để lại di chứng, hậu quả sẽ không thể lường được. Ngụy Nhạc nổi giận, ông ngậm máu phun người. Phù Quang thấy đa số mọi người trong chủ điện đều dao động thì giễu cợt, lão phu chỉ ăn ngay nói thật, Vạn Bảo các ông vốn đã rất đáng nghi, 10 ngày nay không chịu nói cho mọi người biết rốt cuộc viên đại huyền đan cực phẩm này là do ai luyện chế. Ngụy Nhạc lạnh lùng trả lời, nói vớ vẩn. Ta vốn định lát nữa sẽ mời vị luyện dược sư này lên, nếu ông không phục thì ta sẽ mời ông ấy lên ngay bây giờ. Phù Quang vuốt râu, bình tĩnh cười, không cần gấp, đợi sau khi lão phu giám định rồi mời lên cũng không muộn. Phù Quang đại sư, cái mặt già của ông dày thật đấy. Lâm Nhất lạnh mặt đứng phát dậy. Hắn thật sự không thể nhịn được, không ngờ Phù Quang lại vô liêm sỉ như thế. Khô Vân đại sư đã kiểm tra số đại huyền đan cực phẩm này, chẳng những nó không có vấn đề mà còn được lấp đầy những thiếu sót nhờ sự cải tạo của tuế nguyệt chi lực. Không chỉ Khô Vân đại sư, các luyện dược sư mà Vạn Bảo Các thuê cũng đã giám định nhiều lần. Một cửa hàng lớn như Vạn Bảo Các sao có thể không chuẩn bị gì trước khi đưa lên giá. Phù Quang vừa mở miệng đã nói như thật, bộ dạng hệt như rất có đạo lý. Nhưng ngay cả nhìn cũng chưa nhìn mà ông ta đã vu khống. Rõ ràng là đến đây để gây rối. Dù sao ông ta cũng là luyện dược sư 2 sao của Đan Dược Điện, Lâm Nhất thực sự không hiểu tại sao đối phương đã lớn tuổi mà nhân phẩm lại tồi tệ đến vậy. Tiểu Kiếm Nỗ, tôn trọng sư phụ ta một chút. Liễu Nguyệt nhướng mày, lạnh giọng quát lớn. Cút. Chương 529. Lâm Nhất tức giận mắng, không chút khách sáo đáp trả, ngươi là cái thá gì mà cứ luôn mồm gọi ta là Kiếm Nô. Ta không đếm xỉa tới ngươi thì thôi đi, nếu không nhờ có đại tướng quân Phi Long bảo vệ thì ta đã giết ngươi như giết lợn, thậm chí ngươi còn không được tính là kẻ vô dụng. Ngươi mắng ta. Liễu Nguyệt tức xì khói, chân nguyên toàn thân sôi trào, trong cơn tức giận định ra tay. Mắng ngươi thì sao, ngày đó ta còn quất ngươi kìa, quên 3 vết roi trên lưng nhanh thế à? Nếu ngươi không muốn bị bẽ mặt thì cút sang một bên cho ta, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn nàng ta với vẻ mặt không cảm xúc. Liễu Nguyệt đang đằng đằng sát khí lập tức hoảng sợ vì ánh mắt của Lâm Nhất. Lưng dường như lại trở nên đau nhức, nỗi nhục ngày đó lại hiện lên trong đầu nàng ta. Nghĩ đến sự đáng sợ của Lâm Nhất, ngay cả Vương Ninh cũng dám giết, nói không chừng hắn sẽ thật sự ra tay quất nàng ta 3 roi nữa. Vẻ sợ hãi thoáng qua trong mắt Liễu Nguyệt, mặt mũi nàng ta trắng bệch, cắn răng ngoan ngoãn lùi lại mấy bước. Mọi người kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ khi đứng trước Lâm Nhất, Liễu Nguyệt ngông cuồng tự đại lại bị mắng đến mức rụt đầu rụt cổ, phải lùi về sau. Nghe hắn nói còn từng quất Liễu Nguyệt 3 roi, không ít người kinh hãi. Nàng ta là ái nữ của tướng quân Phi Long đó. Lưu Thương công tử kinh ngạc, không biết cơn giận của Lâm Nhất đến từ đâu, đại huyền đan cực phẩm có liên quan gì đến hắn. Nhưng trong lòng Lý Vô Ưu biết rõ. Đừng thấy ngày thường đại ca dễ tính mà nghĩ hắn hiền. Tính hắn vốn thẳng thắn,
ghét nhất là bị người khác vu khống, Phù Quang đã chạm phải nghịch lân của đại ca. Đại huyền đan cực phẩm do chính tay Lâm Nhất luyện chế. Thế mà ngay cả cái bóng của viên đan dược, lão già này cũng chưa thấy đã nói là giả, sao có thể nhìn được. Đại sư nói đại huyền đan cực phẩm này là giả. Lâm Nhất nhìn Phù Quang, hỏi. Phù Quang thấy không chỉ Lâm Nhất nhìn mình bằng ánh mắt không có ý tốt, rất nhiều hộ vệ trong vạn bảo các cũng lạnh lùng nhìn mình. Ông ta nghĩ, có phải mình đã gây chuyện lớn quá không? Nhưng ông ta không hề hoảng loạn, mặt không biến sắc, lạnh giọng cười, lão phu đâu nói là giả, chỉ nghi ngờ thôi. Với địa vị của ta, nghi ngờ cũng không được sao. Tiểu bối nhà người có tư cách nói nhảm trước mặt ta à? Ông còn chưa nhìn đã nói là phương pháp bàng môn tà đạo, đây là nghi ngờ. Thú vị thật, rốt cuộc là do ông sợ bị người khác cướp mất bát cơm, không kiếm sống nổi, hay do ông muốn quấy rối, cố ý ngậm máu phun người, lòng ông tự biết. Lâm Nhất nhìn Phù Quang chằm chằm, cảm thấy bất bình, lạnh lùng bóc trần. Chương 530. Đột ngột bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, Phù Quang sầm mặt lại. Ngụy biện, đại huyền đan cực phẩm này chắc chắn đã sử dụng phương pháp bàng môn tà đạo, hoặc bỏ thêm dược liệu thôi hóa, sau khi dùng nhất định sẽ có tác dụng phụ. Lão phu dám định thử là sẽ có kết quả thôi. Nếu không có thì sao, Lâm Nhất hỏi ngược lại. Phù Quang cười khẩy, không có thì thôi, lão phu nghi ngờ hợp lý còn phải tự sát để xin lỗi người á. Nếu không có vấn đề vừa khéo trả lại trong sạch cho vạn bảo các, đường chủ Ngụy còn phải cảm ơn lão phu đấy. Cảm ơn tổ tiên nhà ông. Ngụy Nhạc mắng thầm một câu, trong chủ điện có mấy vạn người, ông vừa mở miệng liền nói vạn bảo các bán thuốc giả. Nói câu nào cũng đầy nham hiểm và thâm độc, trước đó rõ ràng các khách quý ở đây đã nửa tin nửa ngờ. Nếu không nhờ Lâm Nhất đứng ra, dù ông ta có nói tiếp cũng không biết hậu quả sẽ ra sao. Lưu Thương công tử suýt phun cả rượu ra ngoài, cố nhịn không cười, hắn ta cũng phục Phù Quang đại sư luôn. Nhưng suy nghĩ kỹ sẽ thấy đúng là không có vấn đề gì. Bảo ngươi nói bậy, ngấm ngầm hãm hại ngươi, đây là nghi ngờ hợp lý. Nếu không có vấn đề coi như trả lại trong sạch cho ngươi, đường chủ còn phải quỳ xuống cảm ơn ông ta. Phù Quang ngẩng đầu lên nhìn về phía đường chủ Ngụy ở trên bục, Ngụy huynh có ngại để ta dám định tại chỗ không? Vừa lúc phần lớn các phú hào và nhân tài đế đô đều ở đây, trước mắt mấy vạn người, ta nghĩ huynh sẽ không từ chối đâu. Toàn thân Ngụy Nhạc khẽ run, ông là thương nhân lâu năm nên biết, nếu Phù Quang thật sự dám định, dù không có lỗi ông ta cũng sẽ moi ra cho được lỗi. Chỉ cần tìm ra một khuyết điểm nhỏ, ông ta sẽ biến nó từ nhỏ thành lớn, đến lúc đó dù vạn bảo các có lý cũng không thể nói rõ. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của vạn bảo các đang trên đà vươn xa, vì thế không chỉ có một, hai thương hội sinh lòng đố kỵ. Nếu tranh luận thất bại sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng Ngụy Nhạc không có cách nào từ chối, nếu từ chối nghĩa là ông ta đang chột dạ, Phù Quang sẽ chỉ đắc ý hơn thôi. Xin đại sư giám định giúp cho. Ngụy Nhạc nghiến răng nói, trái tim như đang rỉ máu. Phù Quang thầm cười nhạt, ông ta đã tiếp xúc với đại huyền đan mấy chục năm, thậm chí không cần giám định cũng sẽ biết được có lỗi nào ít người biết. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ tìm ra được khuyết điểm. Điều quan trọng hơn là ông ta hiểu rõ về đại huyền đan, trừ khi bỏ thêm dược liệu thôi hóa, dược tính của đại huyền đan không thể vượt quá 7 phần, không ai có thể làm được. Ông ta rất tự tin về việc này. Phù Quang nhíu mày, vừa khéo nhìn thấy Lâm Nhất còn đang căm phẫn đứng trước mặt ông ta. Vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt, ông ta lạnh giọng, đường chủ Nguy đã đồng ý, tiểu tử nhà ngươi còn đứng trước mặt ta làm gì? Nếu còn dám nói nhảm. Ta sẽ tung một trưởng giết chết ngươi, không có ai nói giúp ngươi đâu. Số cây cầu mà lão phu từng đi còn nhiều hơn số con đường ngươi đã đi, dám đấu với ta à? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách làm người, để ngươi biết đa mưu túc trí nghĩa là gì, chỉ dựa vào nhiệt huyết thì chẳng là cái thá gì trước mặt lão phu cả. Ông dám động vào đại ca ta thử xem. Vừa nghe Phù Quang uy hiếp, Lý Vô Ưu lập tức nổi giận, lão già này thật vô liêm sỉ. Lưu Thương nhìn rượu trong ly, cười nói, đại sư, ta khuyên ông tốt nhất đừng nên thử. Rượu của Lâm huynh đệ, Lưu Thương ta đây vẫn chưa uống đủ. Ly rượu rơi xuống phát ra tiếng giòn giã. Gâm, chương 531.
Ngay sau đó có một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên từ trong cơ thể Lưu Thương. Một tiếng rồng ngâm, xuyên thủng trời xanh. Một tiếng hổ gầm, phá vỡ núi sông. Rồng ngâm hổ gầm, rung trời chuyển đất. Trong chủ điện rộng lớn, đèn đuốc chập chờn, sóng âm vô tận khiến người ta phải kinh ngạc. Hắn ta là Lưu Thương công tử. Đừng thấy hắn ta trông thanh tú, dễ gần với mọi người, luôn giữ nụ cười trên môi mà nghĩ Lưu Thương công tử, một trong 8 công tử ở đế đô, tuyệt chiêu long hổ quyền mạnh vô địch, chấn động cả Đại Tần. Trước đại thế khủng khiếp, rượu trong ly liên tục sao động như một con sông gợn sóng. Đến khi nó bình lặng, khí thế đáng sợ trên người Lưu Thương mới biến mất không còn sót lại gì. Hắn ta nhoẻn miệng cười, nâng ly uống can. Đại sư, nếu ông dám chạm vào nửa sợi tóc gáy của Lâm Nhất ở Vạn Bảo Các, ta bảo đảm ông không thể bước ra khỏi đại điện này, cả Lăng Tiêu Kiếm Các có đến đây cũng vô dụng. Ngụy Nhạc đứng trên bục lạnh mặt, trầm giọng quát. Lâm Nhất chỉ cảm thấy hơi buồn cười, đại sư của Đan Dược Điện Kiếm Các muốn giết hắn, ngoại trừ huynh đệ nhà hắn thì chỉ có người ngoài giúp hắn. Gặp phải hạng người mặt dày trơ cháo như Phù Quang, dù có mắng ông ta ngàn vạn lần cũng vô ích. Ngược lại ông ta sẽ dương dương tự đắc, lạnh mặt dạy bảo hắn giống như bây giờ. Cách tốt nhất là chém ông ta một nhát, khi nào ông ta biết đau mới ngoan ngoãn xin tha. Nhưng tất cả những điều này đều cần thực lực, hiện tại Lâm Nhất rất muốn vào rừng táng kiếm thêm một chuyến. Thấy Ngụy Nhạc và Lưu Thương nổi giận, Phù Quang biết mình đã vênh váo quá mức, lúc này mới kiềm chế lại, cười khẽ, hai vị cần gì phải căng thẳng, ta chỉ nói là muốn đánh chết hắn thôi. Đâu có ra tay thật, Lâm huynh đệ vẫn còn lành lặn đứng đó đấy thôi. Lâm Nhất chẳng những không giận mà còn cười, nếu nói như vậy thì ta phải cảm ơn ông đúng không? Cũng giống như Đường chủ Ngụy, bởi vì đan dược không có vấn đề nên phải cảm ơn ông, ta cảm ơn tổ tiên nhà ông. Phụt! Tất cả mọi người trong chủ điện lập tức cười phá lên. Khoan hãy nói, nếu không nhờ Lâm Nhất mắng câu này, có lẽ Phù Quang sẽ yêu cầu hắn cảm ơn ông ta. Theo logic của ông ta, Lâm Nhất không chết thì phải cảm ơn ông ta vì đã không ra tay. Nhưng tình hình bây giờ là Lâm Nhất có Lưu Thương và Ngụy Nhạc đứng sau chống lưng, dù hắn có tát Phù Quang một bạt tai thì khi còn ở trong Vạn Bảo Các, ông ta cũng phải nhẫn nhịn. Biểu cảm trên mặt Phù Quang liên tục biến đổi, có thể nói là cực kỳ đặc sắc, ông ta giận run người, không nói nên lời. Liễu Nguyệt ở bên cạnh cực kỳ sốt ruột, vội vàng bảo, sư phó, đừng chấp nhặt với hắn. Mau giám định đi. Nếu đại huyền đan cực phẩm thật sự có vấn đề, để ta xem kết cục của bọn họ sẽ như thế nào. Lâm Nhất tức giận, cứ việc giám định, để ta xem ông có thể dở trò bịp bợm gì. Nếu đan dược này có vấn đề, ta sẽ đưa đầu cho ông làm quả bóng đá. Phù Quang lạnh lùng tiếp lời, ngông cuồng vô tri, ngươi chỉ là học đồ dưới tay tên Khô Vân vô dụng kia thôi, có thể biết cái gì. Lão Phu sẽ cho người biết thế nào là một đại sự chân chính. Nói xong, Phù Quang không nhiều lời nữa. Ông ta lấy một viên đại huyền đan cực phẩm từ trong bình ngọc ra. Chương 532. Mấy vạn người trong chủ điện lập tức yên tĩnh, nín thở, không dám lên tiếng. Mặc dù mọi người coi thường con người Phù Quang, cười thì cười, nhưng trong lòng họ vẫn khá căng thẳng. Ở đây có rất nhiều người đấu giá thành công đại huyền đan cực phẩm. Dĩ nhiên sẽ lo lắng nó là thật hay giả, thậm chí đám người phong giác đã luyện hóa đại huyền đan cực phẩm còn sợ hãi hơn, sợ rằng đại huyền đan cực phẩm này thật sự có tác dụng phụ. Hôm nay tại buổi đấu giá của Vạn Bảo Các, ánh đèn bên trong chủ điện rực rỡ lạ thường. Khi viên đại huyền đan cực phẩm được lấy ra, dưới ánh đèn, nó có màu đậm và tỏa ra ánh sáng lung linh. Thủy vân văn hoàn mỹ in trên bề mặt viên đan dược, linh khí khuếch tán như có làn sóng nước lăn tăn. Lại như mây mù lượn lờ, đường cắt ngang thiên thủy, ánh đèn chiếu xuống làm nó trông như mộng ảo. Đẹp quá! Ánh đèn chiếu xuống nhìn như tiên đang không ngờ có thể vẽ thủy vân văn hoàn mỹ như vậy. Ta đã thấy nhiều đại huyền đan, nhưng thủy vân văn đẹp mê ly như thế này là lần đầu thấy. Mọi người nhìn không chớp mắt, kinh ngạc khen không ngớt lời, tất cả đều bị viên đại huyền đan cực phẩm được ánh đèn dọi xuống này làm sửng sốt. Trong lòng Phù Quang chấn động. Ông ta là luyện dược sư hai sao nên biết nhiều thứ hơn người ngoài. Thần vận của Thủy Vân Văn này coi như là linh văn một sao tinh xảo nhất ông ta từng thấy trong đời. Chuyện này sao có thể? Trong mơ hồ, sự tự tin của ông ta dần dần sụp đổ,
có lẽ viên đại huyền đan cực phẩm này thật sự có thể đạt được 9 phần dược tính. Không được. Phù Quang lạnh mặt, bỏ viên đại huyền đan cực phẩm vào miệng. Ông ta nhắm mắt lại rồi vận chuyển chân nguyên, cẩn thận luyện hóa một cách hết sức hăm chứ không dám bỏ sót chi tiết nào. Ông chú, ta nhất định phải tìm ra lỗi. Nếu không thì hôm nay, ông ta thực sự không thể kết thúc chuyện này. Nhưng ông ta đã thất vọng, không có một lỗi nhỏ nào cả. Không chỉ vậy, ở viên đại huyền đan cực phẩm này, thậm chí ông ta còn không thấy được rất nhiều tỷ vết vốn phải có trên đại huyền đan. Với kinh nghiệm lâu năm của ông ta, thật ra bây giờ ông ta đã có thể mở mắt, tuyên bố viên đại huyền đan cực phẩm này không có lỗi và hoàn hảo không một tỷ vết. Ít nhất thì ông ta không tìm ra bất kỳ sai sót nào. Nhưng ông ta thực sự không cam lòng cứ thế bỏ qua, vẫn nhắm chặt hai mắt, không ngừng tìm kiếm trong quá trình luyện hóa viên đại huyền đan cực phẩm này. Ông ta cứ lặp đi lặp lại, không muốn bỏ qua một dấu vết nào. Chương 533. Trong đại sảnh, mấy vạn người đang nhìn chằm chằm vào ông ta, chờ ông ta đưa ra kết quả. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Một lúc lâu sau, Phù Quang mở mắt ra, mặt ông ta xám như tro tàn, nhìn như già đi hơn 10 tuổi. Hoàn toàn không còn khí phách, phong thái chắc chắn như đinh đóng cột giống trước đó, ông ta run rẩy, cả cánh tay cũng run theo. Đại sư, viên đại huyền đan cực phẩm này có thật đã dùng phương pháp bàng môn tà đạo nào đó hay được bỏ thêm dược liệu thôi hóa không? Ngụy Nhạc đứng trên bục nhìn vẻ mặt của Phù Quang, trong lòng đã đoán được kết quả. Phù Quang run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Nói gì? Ông ta đã tiếp xúc với phương pháp điều chế đại huyền đan mấy chục năm, việc có bỏ thêm dược liệu thôi hóa hay không, đan dược vừa xuống bụng là ông ta biết ngay, ngay cả các sai sót được lấp đầy hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của ông ta. Liễu Nguyệt không cam lòng hỏi, sư phó, viên đại huyền đan cực phẩm này thật sự không có lỗi nào sao? Mặt mũi Phù Quang đắng chát. Không dám lên tiếng, ông ta cũng đâu thể bịa đặt vô căn cứ. Đường chủ Ngụy, lão phu chỉ muốn biết rốt cuộc viên đại huyền đan cực phẩm này là do ai luyện chế. Phù Quang không trả lời Liễu Nguyệt mà nhìn về phía Ngụy Nhạc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ông ta thực sự rất muốn biết rốt cuộc là ai. Ngụy Nhạc cười nhạt, nhắc đến vị luyện dược sư này cũng có quan hệ với ông ấy là đồng môn của ông. Đồng môn, chẳng lẽ là ba vị điện chủ? Không đúng, ba vị điện chủ có trình độ linh văn cao thâm khó dò, hoàn toàn không có thời gian nghiên cứu linh văn một sao. Dù ba vị điện chủ có đích thân đến, thủy vân văn mà họ vẽ cũng sẽ không cao siêu hơn ta là bao. Phù Quang tỏ ra kiên định, nổi giận quát, không thể nào là đồng môn của ta. Đường chủ Ngụy, đã đến lúc này mà ông vẫn muốn lừa ta à? Ta lừa ông. Ngụy Nhạc cười khẩy, ta cũng không rảnh lừa ông. Nếu ông không gây rối thì ta đã mời ông ấy lên từ sớm rồi. Khô Vân Đại Sư, ngài ra đây đi, đã đến lúc phải làm quen với mọi người rồi. Bức màn được kéo ra, một khuôn mặt quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Khô Vân, đầu óc Phù Quang như nổ tung, ông ta nổi giận, không thể nào. Đồ lừa đảo, chắc chắn ông đang lừa ta, sao tên Khô Vân vô dụng này có thể luyện chế được đại huyền đan tốt hơn ta? Ta không tin. Ông ta hoàn toàn không thể chấp nhận việc đại huyền đan cực phẩm này là do Khô Vân luyện chế. Phù Quang mắng Khô Vân vô dụng, nếu như viên đại huyền đan cực phẩm này do Khô Vân luyện chế, chẳng phải ông ta còn không bằng một tên vô dụng sao? Chương 534 lấy cho chó ăn đi. Nhưng đại huyền đan cực phẩm này thực sự do Khô Vân luyện chế. Ông ta cùng với Lâm Nhất luyện chế. Nếu không có ông ta, chỉ dựa vào Lâm Nhất thì hiển nhiên không thể luyện chế ra được. Nếu Lâm Nhất muốn, hắn hoàn toàn có tư cách bước lên bục cao, đứng bên cạnh Ngụy Nhạc để đón nhận niềm vinh quang được muôn người chú ý này. Cảm ơn Phù Quang Đại Sư đã chứng minh sự trong sạch cho Vạn Bảo Các. Người đâu, mời Đại Sư ra ngoài. Ngụy Nhạc cao giọng nói, mặt không chút cảm xúc. Vù! Hai cao thủ cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 nhanh chóng xuất hiện. Người giữ bên trái, người bên phải, lôi Phù Quang ra ngoài. Sau hôm nay, Phù Quang không còn mặt mũi nào xuất hiện ở đế đô nữa. Ông ta đã mất hết danh dự, vĩnh viễn không thể trở mình, chỉ có thể trở thành trò cười để mọi người ở hoàng thành đế đô cười nhạo.
Đến khi bóng lưng đối phương biến mất, Ngụy Nhạc mới cười bảo, luyện chế đại huyền đan cực phẩm quá tốn sức, Khô Vân đại sư sẽ tạm thời không luyện chế tiếp nữa, nhưng đại sư sẽ tiếp tục ở lại Vạn Bảo Các để luyện chế đại huyền đan 7 phần dược tính cho mọi người. Vạn Bảo Các luôn mở cửa đón chào, mọi người có thể đến bất cứ lúc nào. Người của Vạn Bảo Các dám đuổi Phù Quang đi nhưng không dám động tới Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nhìn Khô Vân đang đứng trên bục bằng ánh mắt đầy khó tin, nghĩ thầm mối quan hệ của ông ta và Lâm Nhất. Lòng nàng ta chợt căng thẳng, thế chẳng phải 40.000 viên linh ngọc của nàng ta đều sẽ đưa hết cho Lâm Nhất sao? Nàng ta lập tức biến sắc, đưa mắt nhìn sang Lâm Nhất thì thấy hắn mỉm cười, nâng ly lên với mình, Liễu cô nương, đa tạ 40.000 viên linh ngọc của ngươi. Cuối tháng này, nếu tại hạ may mắn không chết sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Liễu Nguyệt tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Nàng ta xòe tay cầm lấy bình ngọc đựng đan dược, ném mạnh về phía Lâm Nhất. Lấy cho chó ăn đi. Hai mắt Lý Vô Ưu sáng rực lên, hắn ta vững vàng bắt lấy, đại ca, đan dược về lại rồi này. Lâm Nhất và Lưu Thương công tử đều ngạc nhiên, Liễu Nguyệt dễ mất bình tĩnh thật. 40.000 viên linh ngọc mua đại huyền đan cực phẩm, nói vứt là vứt ngay. Chương 535 ta cũng phải cáo từ rồi. Những người khác trong chủ điện đều im lặng như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng. Ai cũng biết hôm nay Liễu Nguyệt đã bị Lâm Nhất và Lý Vô Ưu hợp sức với nhau lừa một khoản cách xù. Người thông minh đều đã đoán được, sau cùng đại huyền đan được bán ra với giá trên trời là do hai người này gây ra. Vẻ mặt Liễu Nguyệt trở nên lạnh lẽo, nàng ta liếc nhìn Lâm Nhất rồi nhanh chóng bỏ đi. Hi hi, có vẻ như nàng ta đã thật sự từ bỏ đan dược này. Đại ca, cho huynh này. Lý Vô Ưu cầm bình ngọc, cười hi hi nói. Hắn ta tu luyện đại diễn tinh quyết, chưa đột phá huyền quan thì chưa được dùng đan dược nên không cần. Lâm Nhất lắc đầu, ta không cần, đưa cho Lưu Thương công tử đi. Lần trước hắn đã cho ta phá không ấn. Lần này lại giúp đỡ ta rất nhiều. Lưu Thương ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, ngươi không cần. Lâm Nhất gật đầu, không cần, ta đã có nhiều linh ngọc, không cần phải tham lam sử dụng đan dược. Ngươi là người thông minh, nếu ta từ chối nhận đại huyền đan này thì bất kính quá. Lưu Thương không hề kiểu cách, lập tức đồng ý. Dù bản thân hắn ta không dùng tới, trong Huyền Thiên Tông cũng có rất nhiều đệ tử có thể sử dụng. Lý Vô Ưu cầm đan dược, cười bảo, chọc đại ca, Liễu Nguyệt nói là lấy đi cho chó ăn kìa. Lời trẻ con nói không kiêng kỵ thôi. Lưu Thương không để ý lắm, cười nhẹ vươn tay về phía Lý Vô Ưu. Cho ngươi đấy. Nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của đối phương, Lý Vô Ưu nghĩ thầm, tên hòa thượng này thật khó đối phó. Dù có nói hắn ta thế nào, hắn ta cũng không có phản ứng. Lưu Thương không đếm xỉa đến bộ dạng đau lòng của Lý Vô Ưu, lập tức nhận lấy bình ngọc, ngắm nghía một hồi mới cất đi. Rượu ngon hết rồi. Vò rượu trống rỗng làm Lưu Thương nhíu mày. Việc này dễ thôi, nếu Lưu Thương công tử thích, ta sẽ tặng cho ngươi 10 vò. Trong túi trữ vật còn hơn 1.000 vò hầu nhi tử, Lâm Nhất lập tức lấy 10 vò ra. Hai mắt Lưu Thương tỏa sáng. Hắn ta cười còn vui hơn cả khi nhận được đại huyền đan cực phẩm, Lâm huynh đệ thật hào phóng. Người trong chủ điện đã về hết, nhưng ba người vẫn ở lại uống. Chương 536 không quản được hắn. Hai mắt Lý Vô Ưu sáng lên, nhanh tay chộp lấy miếng ngọc giản của Lưu Thương công tử để lại. Lâm Nhất nhìn bóng lưng vừa cười lớn vừa rời đi của đối phương, trầm tư suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy dưới lớp vỏ bọc phóng túng. Buông thả của Lưu Thương công tử dường như có rất nhiều tâm sự. Ngọc giản này. Vừa nhìn miếng ngọc giản, Lý Vô Ưu lập tức biến sắc, đưa nó cho Lâm Nhất, đại ca, huynh xem thử, hắn không phải sai thật. Lâm Nhất suy nghĩ, sau đó cầm lấy miếng ngọc giản dán lên giữa hai đầu lông mày. Một loạt thông tin lập tức tràn vào trong đầu. Long hổ quyền, cả bộ. Lâm Nhất đặt ngọc giản xuống. Ngoảnh đầu lại nhìn thì không còn thấy bóng dáng của Lưu Thương công tử nữa. Long hổ quyền là quyền pháp chân phái của Huyền Thiên Tông, tiếng tăm lừng lẫy khắp Đại Tần, không phải đệ tử bản tông thì không thể luyện tập. Bất kỳ ai tiết lộ công pháp bản môn đều phạm phải tội lớn,
huống hồ là quyền pháp trấn phái. Tiểu sư phó, nếu Lưu Thương công tử đã tặng cho ngươi thì không cần phải lo lắng nhiều. Thật ra Huyền Thiên Tông không quản được hắn, có lẽ hắn cũng tin vào nhân phẩm của tiểu sư phó, tin ngươi sẽ không tiết lộ Long Hổ quyền ra ngoài. Khô Vân đại sư bước tới, nhẹ giọng nói. Không quản được hắn. Lâm Nhất cầm ngọc giản, nghi hoặc nói. Ừ, lai lịch của hắn rất bí ẩn, ta cũng không biết nội tình cụ thể, nhưng có thể chắc chắn Liễu Nguyệt biết, Khô Vân đại sư giải thích. Lâm Nhất nghĩ lại thấy cũng đúng, Liễu Nguyệt có vẻ thật sự không dám nổi giận với Lưu Thương. Ngay cả Phù Quang cũng không dám nhiều lời. Vừa nghĩ vậy, Lâm Nhất cất kỹ ngọc giản, nhìn sang Lý Vô Ưu, Vô Ưu, người muốn theo ta vào rừng táng kiếm hay ở lại đây với đại sư? Lần trước khi đi, ta đã lấy cắp vài con cá tuyết long, nếu lần này quay lại, thập tam gia không lột ra ta mới là lạ. Ta sẽ ở lại đây giúp đại sư một tay, nhân tiện chờ huynh về. Hắn ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại cực kỳ sợ thập tam gia. Lâm Nhất cũng hiểu nên không bắt buộc hắn ta, thấy Khô Vân tỏ ra khó xử bèn hỏi, không có lòng tin sao. Chương 537 để chúng ta tiễn ngươi. Khô Vân không chắc chắn, tuy ta đã có thể vẽ Thủy Vân Văn đạt được 7 phần dược tính, nhưng lúc trước đều có tiểu sư phó ở bên cạnh hướng dẫn. Một mình ta, thật sự. Đại sư, ông làm được mà. Ông ở đây rèn luyện, sau khi về đan dược điện hẳn sẽ được chính thức học tập linh văn hay sao, đến lúc đó chúng ta sẽ xin chỉ bảo. Lâm Nhất rất tin tưởng vào Khô Vân đại sư. Đây là số linh ngọc thu được từ buổi đấu giá hôm nay. Sau khi chia đôi với Vạn Bảo Các thì còn 30.000 linh ngọc. Khô Vân lấy ra một chiếc túi chữ vật, bên trong chứa đầy linh ngọc, số lượng cực kỳ lớn. Sau khi nhìn lướt qua, Lâm Nhất nghĩ thầm, trong số linh ngọc này, khoản linh ngọc của Liễu Nguyệt coi như chiếm một phần lớn. Ta đi đây. Để chúng ta tiễn ngươi. Trước ánh mắt tiễn đưa của hai người, Lâm Nhất cưỡi huyết long mã lao nhanh về phía rừng táng kiếm. Thời hạn một tháng, chỉ còn 20 ngày nữa. Đối thủ là Diệp Lưu Vân, hắn không thể dừng bước mãi không tiến, bây giờ thời gian của hắn không còn nhiều. Hắn nhất định phải thực hiện được việc đã hứa với Hân Nghiên sư tỷ, đó là giết Diệp Lưu Vân. Lăng Tiêu giới vốn là một thế giới nhỏ độc lập, nhưng cấm địa rừng táng kiếm lại nằm giữa thế giới nhỏ này và hiện thực. Ngoài lối vào ở Phân Đà Kiếm Các thì có một lối vào bí ẩn khác. Lối vào là một hồ nước được bao phủ bởi sương mù, nếu người ngoài vô ý đến gần sẽ bị lạc đường. Vĩnh viễn không thể thực sự bước vào rừng táng kiếm. Đương nhiên Lâm Nhất không chịu hạn chế này, quan hệ của hắn với thập tam gia rất tốt, chỉ cần đến hồ nước đó là có thể dễ dàng vào rừng. Tông phủ Vương Thị, Hoàng Thành Đế Đô. Trên diễn võ trường rộng lớn của Tông phủ, Diệp Lưu Vân đang luyện tập kiếm pháp một mình. Kiếm quang chớp nhoáng, mỗi một chiêu thức đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Thanh kiếm của hắn ta khí phách vô song, có sức chèn ép rất lớn. Lúc phung lên, nó như chứa đựng sức mạnh của vạn quân lính, cực kỳ nặng. Bùm bùm bùm. Kiếm thế nặng nề bao phủ khắp diễn võ trường, phát ra tiếng nổ rung trời. Mỗi nhát kiếm đều tựa như dung nham phun trào, luồng kiếm thế đầy áp lực kia khiến người ta không thể thở nổi. Chương 538 đó là đương nhiên. Kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, kiếm thế cuồng bạo không ngừng tích tụ. Cuối cùng, luồng kiếm uy dồi dào kia gần như muốn lao thẳng lên đến khí thế cảnh giới huyền võ tầng thứ tư. Tia sáng lạnh ngưng tụ trên mũi kiếm, sau đó nổ tung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một kiếm đâm ra như có sao trời vỡ vụn, khí thế mạnh không đỡ nổi. Lưu Vân, có lẽ toái tinh kiếm pháp của ngươi cách đại thành không còn xa nữa. Bên ngoài diễn võ trường, Vương Diễm dẫn đầu đám người liên minh quân tử đi tới với nụ cười trên môi. Diệp Lưu Vân cất kiếm vào vỏ, cười tự đắc trả lời, kiếm pháp cấp huyền siêu phẩm, muốn đạt tới đại thành sẽ rất khó, nhưng ta đã tìm được cách, sao Vương Sư Huynh lại có hứng thú đến đây? Nụ cười trên mặt Vương Diễm chợt tắt, hắn ta trầm giọng, nói cho ngươi biết hai tin tức. Hai tin tức nào? Tin đầu tiên thì để Lãnh Mạch nói với ngươi. Lãnh Mạch đi tới kể lại những gì mình đã chứng kiến ở huyền võ điện cho Diệp Lưu Vân nghe.
Tất nhiên hắn ta đã lược bỏ quá trình mình bị Lâm Nhất giẫm dưới chân. Diệp Lưu Vân khinh thường, trưởng lão thủ các có thể cho hắn lên tầng 4 mới là lạ. Đệ tử bảng nhân muốn nâng Tiêu Vân lệnh lên đến tứ phẩm rất khó, không thể quy đổi bằng Linh Ngọc. Ta đã từng suýt chết nhiều lần để hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, nhờ vậy mới có tư cách bước lên tầng 4 Huyền Võ Điện. Lãnh Mạch cười, không lên tầng 4, hắn chỉ có thể chọn kiếm pháp cao nhất là cấp huyền thượng phẩm, hoàn toàn không đủ trình khi đứng trước toái tinh kiếm pháp. Đó là đương nhiên. Diệp Lưu Vân tỏ ra đương nhiên, tiếp tục hỏi, tin thứ hai là gì? Vương Diễm cau mày, tin thứ hai khá phiền phức, hắn theo Khô Vân sẽ kiếm được một lượng tài nguyên lớn, cuối tháng này rất có thể sẽ thăng lên cảnh giới huyền võ tầng thứ hai. Diệp Lưu Vân cười nhạo, vậy thì sao? Huynh nghĩ hắn sẽ có phần thắng. 10 ngày nay, lượng tài nguyên ta nhận được từ vương gia cũng không ít. Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Cuối tháng này, hắn nhất định phải chết trên đài sinh tử. Ta không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Ta phải cho ngươi thêm một lá bài tẩy. Sau khi Vương Diễm nói xong, con ngươi Diệp Lưu Vân co rụt lại, hắn ta nhìn về phía Vương Diễm. Trong mắt đối phương không có cảm xúc gì, chỉ có. Chương 539. Ở Đế Đô Đại Tần, nơi tiếp giáp giữa nội thành và ngoại thành, bên cạnh một mặt hồ bốc hơi nước mờ mịt. Lạnh quá. Trên mặt hồ có khí lạnh lan ra. Khiến Lâm Nhất dùng mình, nhảy xuống khỏi huyết long mã. Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm đến bên hồ, lớn giọng nói, thập tam gia, vãn bối đã đến theo lời hẹn. Sóng âm mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ dao động trong sương mù, sau đó không ngừng vọng lại. Đợi khi giọng nói hoàn toàn kết thúc, một chiếc thuyền trải rẽ sóng đón gió, bập bình đi đến. Trên thuyền không có ai, Lâm Nhất cũng không thấy kỳ lạ. Lần trước lúc hắn và Lý Vô Ưu rời đi, thuyền xuôi dòng trôi đến, thập tam gia cũng không ở trên thuyền. Một người một ngựa nối đuôi nhau đi vào. Thuyền chài quay đầu đi, bắn lên bọt sóng giống như kiếm trên mặt nước, nháy mắt đã biến mất trong sương mù mịt mờ. Nơi đầu thuyền, Lâm Nhất thong thả ngồi khoanh chân nhắm mắt. Tử Diên kiếm quyết điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, chân nguyên rồi rào giống như nước sông dao động không ngừng, trên người hắn tỏa ra kiếm thế mênh mông. Hô hấp ra vào, tử diên hoa 36 cánh nơi đan điền tỏa sáng lấp lánh. Chân nguyên hùng hậu phong phú điên cuồng đánh phá trong cơ thể, nhánh huyền mạch thứ hai thoát ẩn thoát hiện. Nhưng mỗi lần sắp mở được thì lại có một luồng sức mạnh kỳ diệu khác xuất hiện. Chân nguyên mạnh mẽ như sông rộng sau khi vận chuyển một vòng chu thiên lớn thì chỉ còn lại 1/3. Tuế nguyệt tâm kinh, tuế nguyệt chi lực diễn hóa thành. Tử Diên kiếm quyết và Tuế Nguyệt tâm kinh đầy mâu thuẫn. Tử Diên kiếm quyết tăng thêm tu vi, bồi dưỡng chân nguyên, giúp chân nguyên không ngừng mở rộng như nước sông. Tuế Nguyệt tâm kinh thì lại ngưng luyện tu vi, mỗi lần tu luyện ra một luồng Tuế Nguyệt chỉ lục sẽ khiến tu vi giảm đi 1/3. Đây chính là lý do khiến hắn mãi không thể mở ra nhánh huyền mạch thứ hai. Nhưng Lâm Nhất cũng không gấp gáp, có Tuế Nguyệt chi lực, chân nguyên sau khi ngưng luyện rõ ràng mạnh hơn trước kia nhiều. Chân nguyên chảy xuôi trong cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như sắt thép đã qua 100.000 lần tôi luyện. Bây giờ, Tuế Nguyệt chi lực đã ngưng luyện được 8 thành tử diên chân nguyên. Đợi ngưng luyện xong 10 thành, sau đó đột phá đến huyền võ tầng thứ 2 thì đừng nói là Diệp Lưu Vân chỉ mới đạt đến huyền võ tầng thứ 3, cho dù là huyền võ tầng thứ 4, Lâm Nhất cũng sẽ không sợ nữa. Rắc rối duy nhất là phải có tài nguyên cực lớn. Vừa hay bây giờ trong tay hắn đang có một khoản linh ngọc khổng lồ. Thuyền chài cập bờ, Lâm Nhất mở mắt ra, lầu trúc quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Rừng Táng Kiếm, đã đến. Lên bờ, Lâm Nhất nhìn thấy thập tam gia đang ngồi khoanh chân trên đài đá ở lầu chính. Hai bên tóc mai ông ta trắng bạc, gương mặt gió sương, hai mắt nhắm nghiền, có một loại uy nghiêm đáng sợ tỏa ra, khiến người khác không dám đến gần. Vù! Thập tam gia bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng, Lâm Nhất như nghe thấy tiếng kiếm ngân tang thương. Dường như có ảnh kiếm vô cùng sắc bén đâm xuyên lồng ngực, đánh thẳng vào linh hồn. Kiếm ý thật đáng sợ. Chương 540. Lâm Nhất âm thầm kinh ngạc, nếu thập tam gia muốn lấy mạng hắn, chỉ sợ một cái chớp mắt là có thể chém chết hắn. Rốt cuộc kiếm ý này đã đạt đến cảnh giới nào?
Lâm Nhất chắp tay nói, bái kiến Thập Tam gia. Không tồi. Thập Tam gia đứng dậy quan sát Lâm Nhất, gật đầu nói, ta còn tưởng ngươi nuốt hết năm thành lực âm sát ở nơi này, bây giờ tu vi ít nhất cũng đã đạt đến tầng 2 đỉnh phong, không ngờ vẫn có thể nhẫn nại như vậy. Vào tông được một tháng, vãn bối vẫn đang củng cố tu vi, thậm chí ngay cả võ kỹ tu luyện cũng đặt sang bên. Một bộ lôi âm kiếm pháp đã có chút không đáng nhắc đến ở kiếm các rồi. Gương mặt dãi dầu sương gió của Thập Tam gia giống như bàn thạch, không đổi sắc mặt, thản nhiên nói, tu vi mãi mãi là căn bản của võ giả, căn cơ không vững, kiếm pháp có mạnh đến đâu cũng không phát huy được uy lực chân chính. Với ngộ tính của ngươi, tu thêm bất cứ kiếm pháp huyền cấp nào đó, không đến 2 tháng là có thể đại thành, cần gì phải gấp. Nhưng bây giờ vãn bối đã gặp phải rắc rối. Lâm Nhất kể lại đơn giản chuyện cậu gây thù kết oán với Vương Diễm như thế nào, sau đó bị ép phải quyết đấu với Diệp Lưu Vân. Thập Tam gia nhìn về phía Lâm Nhất, hạ giọng nói, chỉ còn lại 20 ngày thôi sao. Cũng có chút rắc rối thật, nhưng e rằng ta đây không có cách nào giúp được người. Lâm Nhất bình tĩnh nói, không dám, vãn bối chỉ cần mượn dùng rừng táng kiếm. Hắn đến đây không phải để nhờ sự giúp đỡ của Thập Tam gia. Hắn cũng chỉ muốn dựa vào sức mạnh của mình để giết chết Diệp Lưu Vân. Thập Tam gia đã giúp hắn một lần, há lại yêu cầu người ta giúp mình lần nữa. Hơn nữa, cũng không ai giúp được hắn, người thật sự có thể cứu hắn cũng chỉ có bản thân hắn mà thôi. Ngoại trừ trở nên mạnh hơn, không có lựa chọn nào khác. Đi đi! Thập Tam gia không biểu lộ cảm xúc, chỉ vào một con đường, sau đó nhắm mắt lại lần nữa. Cứ như Lâm Nhất chưa từng tới đây. Đa tạ tiền bối. Lâm Nhất chắp tay cảm tạ, để huyết long mã ở lại đây, một mình đi vào rừng táng kiếm. Vù vù vù. Thời khắc Lâm Nhất đặt chân lên, thanh kiếm trúc màu xanh biếc óng ánh đong đưa theo gió, phát ra tiếng kêu như chuông gió. Kiếm ý dày đặc lan tràn ra khắp nơi, không chỗ nào không có. Lâm Nhất đặt mình trong đó giống như ở trong đại dương mênh mông của kiếm ý. Lỗ chân lông toàn thân nở ra, vô cùng thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tinh vi thần vô cùng dễ chịu. Quả nhiên mình không đến nhầm chỗ. Mở mắt ra, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, ở trong rừng táng kiếm này, hắn cảm thấy ấm áp như ở nhà. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xòe tay lấy ra 3 miếng ngọc giản. Ngọc giản đầu tiên là cả bộ Long Hổ Quyền, ngọc giản thứ hai là Đại Phong Kình. Ngọc giản thứ ba là bá kiếm. Đại Phong Kình là công pháp hắn lấy được từ Tế Đàn Thông Thiên, kế thừa trưởng pháp và võ kỹ cấp huyền của tông môn Thượng Cổ Thịnh Thế Hoàng Kim. Công pháp võ kỹ của Thịnh Thế Hoàng Kim không thể đánh giá theo phẩm cấp hiện tại, không hề có sự so sánh. Uy lực của trưởng pháp này dù so với võ kỹ cấp huyền cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.